Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 76. Người đưa thư gửi tin của Khương Tổ Vọng viết cho con. Tin lập tức từ đại doanh được chuyển đến chỗ vợ chồng Nhiếp Chính Vương dừng chân, lúc ấy, cả hai đều đang lặng thinh riêng mình, còn chưa khôi phục cảm xúc từ cuộc nói chuyện ban nãy. Cô rửa tường đứng, chưa đi ngay, Y đứng trước mặt cô như mang theo mấy phần cố chấp không chịu lùi lại nửa bước nhưng cũng không có ý bắt lấy tay cô như ban đầu. Thư đưa vào, cô đọc xong biến sắc. Có chuyện gì thế? Y dần tâm tư hỗn loạn hỏi. Khương Hàm nguyên nghẹn ngào. Cậu bị thương nặng. Bàn tay cô nắm lại trong vô thức buông nắm, lặp đi lặp lại mấy lần nghe răng rắc, khép mắt bỗng trợn mắt. Bên này vừa hết việc ta đi vân lạc, điện hạ đi tự nhiên phiền ngày mai gửi lời tiễn biệt bệ hạ giúp hai người hồi kinh ta không tiễn thúc thận huy đuổi tới ngoài cổng cô đã chờ mình lên ngựa chạy ra quân doanh ngoài thành hủy hủy thúc thận huy gọi theo bóng lưng cô cô cũng không quay đầu chớp mắt đã phóng ngựa phi ra ngoài mấy trượng. thúc thận huy đuổi theo mấy bước bóng cô cưỡi ngựa đã biến mất trong bóng đêm y dần chậm bước cuối cùng chán nản dừng lại đăm đăm nhìn hướng cô rời đi trong đêm tối đứng sững thật lâu Khương Hàm Nguyên trở lại quân doanh trong đêm, bàn giao. Việc xong, phản kính theo cùng, chạy về Vân Lạc. Nhiếp chính vương không đi cùng, y có chuyện quan trọng khác, hôm sau chỉnh đốn đội hình, dẫn theo vị thiếu niên kia, dưới tùy hành của đại quân Chu Khánh Trương Mật lên đường về Nhạn Môn. Cha con họ tiêu dẫn theo bộ hạ và dân chúng tiễn biệt, đưa một đoạn đường. Ra khỏi thành 30 dặm, thúc thận huy lệnh cho đại hách vương dừng bước. Tiêu Lâm Hoa cưỡi ngựa đi theo sau cha anh, ngẩng lên, dõi theo một chiếc xe ngựa trong đội của nhiếp chính vương. Màn cửa phủ kín bỗng vén ra một góc, lộ một đôi mắt thiếu niên. Tiêu Lâm Hoa phát hiện hình như đối phương vẫy vẫy tay với mình, lại lép nhép miệng, ra dáng chọc cười, thoạt đầu khẽ giật mình, cơn tức giận lập tức tuôn ra, xoay mặt giả như không nhìn thấy. Thuốc tiền mặt nóng rán mông lạnh, hơi chán, ngựa ngùng thả tay xuống. Nghĩ đến tam hoàng thầm đi ngay trong đêm qua, Tâm tình càng thêm không tốt. Nhìn quanh ngoài xe, lố nhố đầy là người. Lúc này, Đại Hách Vương cùng vương tử Tiêu Lễ Tiên và Tiêu Lâm Hoa xuống ngựa, hành lễ bái biệt lần cuối với Nhiếp Chính Vương cùng Chu Khánh Chương mật trên lưng ngựa, tự tay châm hiến rượu chúc phúc đi đường bình an. Đám dân chúng từng bị cha con Diệp Kim bắt cóc cảm động đến rơi nước mắt, rối rít nhào lên, quỳ xuống dập đầu. Nhiếp Chính Vương tiếp lấy chén vàng mượn rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, lập tức xuống ngựa, đi tới từ tay đỡ một ông cụ tóc bạc phơ dày, gọi dân chúng bình thân, từ biệt xong, lên ngựa dẫn đội rời đi trong tiếng chúc phúc không dứt sau lưng. Đi thật xa, thuốc tiền quay lại, còn thấy ở con đường sau lưng, dân chúng tụ lại thật lâu, không muốn rời. Thuốc thận huy đưa thuốc tiền lên đường về, hơn nửa tháng đến. Nhạn môn, Khương tổ vọng dẫn binh ngựa đích thân ra đón, toán người của nhiếp chính vương, dừng lại nhạn môn ba ngày, tuần kiểm biên cảnh, thăm hỏi tướng sĩ đã sau nhiều năm, nhiếp chính vương lại đến nhạn môn. Tin này truyền ra, trên dưới trong quân đều được cổ vũ, chỗ nào nhiếp chính vương đến, sôi trào khắp trốn. Dĩ nhiên, Khương Tổ Vọng lấy danh nghĩa đón tiếp nhiếp chính vương mà sắp xếp toàn bộ hành trình. Còn thiếu đế chỉ là một tùy tùng đi theo bên cạnh nhiếp chính vương. Ba ngày nay, Thúc Thần Huy đưa Thúc Tiền theo bên người, dẫn cậu vào quân doanh vùng biên cương, để cậu nghe đối thoại giữa mình và tướng sĩ, đưa cậu cưỡi ngựa tuần biên, leo lên phong đài bị lang yên sao hôn đến cháy đen chỉ cho cậu Giang Sơn dưới chân. Phía nam là Trường An xa xôi, phía bắc là một mảng lớn u yến còn nằm dưới gót sắt bắc địch. Sao phân sói đốt để báo hiệu trong trận chiến. Sau cuộc tuần biên có vẻ hơi vội vàng kết thúc, trước ngày đi một ngày, thúc thận huy dẫn thiếu đế, làm chuyện quan trọng cuối cùng. Hôm ấy, sông núi yên ắng trang nghiêm, trời đất như chết chóc. Trên một mảnh đất hoang minh mang, nhiếp chính vương đại ngụy tự mình chủ trì nghi thức, phụng danh hoàng đế đại ngụy, tế điện anh linh tất cả tướng sĩ hy sinh vì nước 50 năm từ lúc đại ngụy khai quốc đến nay. Nhiếp chính vương áo trắng mũ trắng, thắt lưng xanh nhạt, đón gió leo lên tế đàn, bái lạy với trời, hành đại lễ xong tự mình tuyên tụng tế văn. Vẻ mặt y trang nghiêm chăm chú, ngữ điệu đau mà không thương, bầu không khí tế điện khẳng khái dâng trào. Mười vạn tướng sĩ nhạn môn bày trận, quay chung quanh tế đàn. Phủ phục anh linh, cứu vương quốc ta, dương cao thần uy, lan truyền vạn thế, vĩnh viễn vô cùng. Nhiếp chính vương đọc xong, cho tế thư vào ngọn lửa đỏ cháy hừng hực. Xung quanh tế đàn, 10 vạn tướng sĩ cùng nhau quỳ xuống. Thiết giáp và đao kiếm va chạm nhau như sấm rền vừa vang trên đất bằng. Lan truyền vạn thế, vĩnh viễn vô cùng. 10 vạn tướng sĩ cùng hô, bốn phương tám hướng, thanh thế cuồn cuộn. Đại ngụy vạn tuế, hoàng đế vạn tuế, vạn vạn tuế. Trên đất hoang, dưới trời xanh, tiếng hô tràn ngập tràn ngập mùi máu, vang tận mây xanh. Thúc tiền đứng ngay dưới tế đàn. Cậu nhìn bóng người thay mình đang cao cao đứng trên tế đài kia, nghe tiếng gầm kinh người của mười vạn tướng sĩ vọng bên tai như sóng biển từ từ đánh tới, màng tai cậu như muốn bị phá rách. Một cơn sóng xưa nay chưa từng có dậy lên trong lòng. Cậu kích động vô cùng, vô thức siết chặt quyền. Ngay một khắc này, tự như cậu đột nhiên chân chính rõ ràng, như thế nào là thiên tử, như thế nào là nhất hô vạn ứng, như thế nào là trí tôn, như thế nào là vinh quang trên vạn người. Cậu rốt cuộc đã hiểu, vì cái gì, ngôi vị mình đang ngồi, trên đời lại có nhiều người muốn đến tranh đoạt như vậy. Tế điện kết thúc, trạng vảng tối, một thủ hạ của lưu hướng vội tìm đến thúc thần huy, nói thiếu đế trèo lên một gò đất cao, hành vi rất kỳ lạ khó hiểu, mời nhiếp chính vương qua xem một chút. Thúc thận huy lập tức bỏ mọi việc, cưỡi ngựa chạy tới. Y lên đỉnh núi, quả nhiên từ xa nhìn thấy thiếu đế một mình đón gió cao cao đứng trên một tảng đá lớn, như đang tập trung ngắm nhìn thứ gì. Phía trước cậu là một vùng quê rộng lớn chập trùng núi non, tiếp đó là từng tòa thành trì. Lưu hướng chờ tại bên cạnh, thần sắc thấp thỏm, cuối cùng nhìn thấy nhiếp chính vương đến như gặp đại xã, vội tiến lên nhỏ giọng giải thích rằng ông đang đưa thiếu đế về hành dinh ngang qua nơi đây, bỗng thiếu đế đòi leo núi, Ông đành đi theo hầu thiếu đế leo đến đỉnh, cứ thế ngài đứng đó hồi lâu, không biết đến cùng muốn làm gì. Trước tảng đá lớn không xa là vách núi, ông không yên lòng, sợ nhỡ xảy ra chuyện gì mới mời nhiếp chính vương đến. Thúc Thận Huy liếc mắt nhìn bóng lưng đứa cháu, chậm rãi đi đến, đang muốn lên tiếng gọi, chợt thấy cậu vung tay cao cao, đón gió hô to. Sông núi của chỡng, con dân của chỡng. Giọng cậu phát từ trong bụng, theo gió núi, lồng lên bốn phía. Thúc thần Huy khẽ giật mình, thấy cậu hô xong, quay người nhảy xuống khỏi tảng đá, nhanh chân đi đến trước mặt mình, hơi ngửa mặt, nói. Tam Hoàng Thúc, ta thật sự đã hiểu những lời dạy của ngài xưa giờ. Tam Hoàng Thúc, ngài yên tâm, sau này ta sẽ không tùy ý làm bậy, làm ngài bận tâm phiền lòng. Cậu dừng đoạn, chấm thề với trời đất, từ hôm nay, chắc chắn sẽ tận tâm tận lực, làm một hoàng đế như là hoàng tổ phụ. Mắt cậu cháu lập lè tỏa sáng, khuôn mặt kích động kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, thúc thận huy rất nhanh tỉnh táo lại. Y tươi cười, vô thức đưa tay, đang định siết chặt cánh tay đứa cháu đập mấy cái như một cách diễn tả sự tán thành và cổ vũ của mình, lúc chạm tới gần cánh tay cháu, dừng tay lại trên không trung rồi thu lại. Đổi lại lùi mấy bước, hạ bái thiếu đế trước mặt, cung kính nói. Thần rửa mắt mà đợi. Đám lưu hướng nhìn ngây người, thấy thế, cũng vội vàng bước tới quỷ bái theo sau lưng nhiếp chính vương, cùng nói. Vi thần cung chúc bệ hạ, giang sơn vĩnh cố, thiên thu vạn đại. Thúc tiền quay lại nhìn xa xa chung quanh, thu non sông bao la hùng vĩ vào đáy mắt, xuống núi. Trên đường về hành dinh nhạn môn, thúc tiền và thúc thận. Huy cưỡi ngựa đồng hành, cậu quay đầu nhìn về hướng tây nơi nắng trời còn sót lại, mặt lộ vẻ lo lắng. Tam hoàng thẩm đã đi lâu vậy rồi, chắc cũng đã đến bên kia nhỉ. Không biết thím ấy sao rồi, mong rằng cậu của thím không sao. Nhớ xảy ra chuyện không hay, Tam hoàng thẩm. Thúc Tiền thấy Thúc Thận Huy chợt xoay lại nhìn mình, sợ lỡ lời, lập tức đổi giọng. Tam hoàng thúc, đêm nay ngày gặp đại tướng quân, nhớ căn dặn ông ấy một tiếng, chừng Tam hoàng thẩm quay về, lập tức báo tin, ta chờ. Chuyến này Thúc Tiền ra ngoài quá lâu, nếu không mau chóng trở về, phía triều đình e là Hiền Vương cũng không áp xuống được, cộng thêm thân phận y cho phép, theo kế hoạch, sáng ngày mai Thúc Thận Huy khởi hành tự mình hộ giá đưa đương kim hoàng đế đại ngụy lên đường về Trường An. Đêm đó, đại trướng trong quân sáng rực, nhiếp chính vương đến bái biệt rất nhiều tướng lính, cuối cùng, trong trướng chỉ còn lại y và Khương Tổ Vọng. Đối với Khương Tổ Vọng, y không còn là nhiếp chính vương cao cao tại thượng, bình dị gần gũi mà uy nghiêm cơ trí kia nữa. Y lặng lẽ, không thèm che giấu tâm sự nặng nề của mình. Y lại dùng nhạc phụ để xưng đối phương, hỏi mấy nay phải chăng có tin mới từ thành Vân Lạc thần sắc Khương Tổ vọng nặng nề đi. Hôm qua vừa có tin mới, thương thế cậu của hủy hủy cứu phụ vẫn không thấy khởi sắc. Thúc thần Huy nói. Ta từng phát tin khẩn về Trường An điều động lương y nhanh chóng lên phía Bắc. Chờ ít ngày nữa tới đây, phiền nhạc phụ phái người dẫn qua. Khương Tổ vọng đầy cảm kích, đứng dậy định bái tạ. Thúc thần Huy ép ông ngồi lại. Chỉ là chút sức mọn thôi, chỉ mong cứu phụ các nhân thiên tướng, sớm ngày bình an. Vâng tình cảm giữa hủy hủy và cậu nó rất sâu. Khương Tổ vọng sợ sệt chỉ chốc lát, thở dài. Ta cũng chỉ có thể hy vọng vậy. Nghĩ tới con gái lúc này dày vào nhường nào, ông ước gì có thể lấy bản thân thay cho Yến Trọng, đang buồn rầu một lát, chợt nhớ tới một chuyện, vội nói. Sáng mai Điện Hà phải lên đường rồi, hộ tống bệ hạ hồi kinh là chuyện lớn nhất, phía thần không dám chậm trễ Điện Hà. Nếu không có dặn dò gì khác, thần đưa Điện Hà về nghỉ ngơi. Nói xong, thấy dường như con rể chẳng nghe thấy mà đang đắm chìm trong suy nghĩ, bèn im lặng tránh quấy giày, bỗng nghe một câu hỏi vang lên. Nhạc phụ, trước năm hủy hủy 7 tuổi, cuộc sống nàng ấy thế nào? Khương tổ vọng khẽ giật mình. Thúc thận huy giải thích. Ta và hủy hủy đã là vợ chồng, song ta lại biết rất ít về nàng ấy. Trước đây chỉ nghe lưu hướng kể vài chuyện lúc nhỏ nàng ấy tổng quân sống trong quân danh thôi. Khương Tổ Vọng tự dưng chẳng biết bắt đầu nói từ đâu. Ông trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Chắc hẳn Điện Hà đã từng nghe chuyện về mẹ con bé. Tội lỗi năm ấy toàn bộ là do ta, mà con bé lại cứ vơ về mình. Rõ ràng lúc xảy ra chuyện nó còn chưa thôi nôi, Điện Hà có biết vì sao không? Khương Tổ Vọng nhìn Thúc Thận Huy. Chỉ vì lúc ấy, mẹ con bé đưa nó nấp một chỗ bí mật, truy binh cũng đã qua rồi, xong vì con bé còn trong tá lót khóc lên một tiếng kéo truy binh quay lại. Mẹ nó mới bị ép ôm con nhảy núi chuyện dù đã qua nhiều năm xong khi Khương Tổ Vọng đề cập lại tổn thương từ sâu trong đáy lòng, hốc mắt ông vẫn hơi phiếm hồng. Ông bình phục lại tâm tư, tiếp tục nói. Trời thương xót để nó sống tiếp, mấy tháng sau lúc ta tìm tới, nó được một con sói cái cho bú. Đây vốn là chuyện vô cùng may mắn, song cũng chính vì thế mà đã khoác danh chẳng lành vào mình. Năm đó ta lại bận rộn việc quân, để chăm sóc nó cho tốt mới gửi nó lại vào thành vân lạc. Ta nghe kể nó biết nói cực kỳ muộn, cả ngày im lặng, rất không thích sống chung. Sau mấy năm, lúc mới 6-7 tuổi, đột nhiên con bé tìm ta, nói muốn tổng quân, ta không lay chuyển được chỉ đành nhận lời. Cứ nghĩ nó chỉ nói thôi, nào ngờ nó lại kiên trì cho tới hôm nay. Điện hạ, nếu ta nhớ không lầm, từ bé đến giờ hủy hủy luôn vướng chuyện mẹ nó qua đời trong lòng. Nó cảm thấy mình là người chẳng lành. Thúc thận huy im lặng mãi lâu, hỏi lần nữa. Trừ chuyện đó ra, nhạc phụ còn biết chuyện gì khác liên quan đến hủy hủy không gì cũng được ta muốn biết khương tổ vọng khẽ lắc đầu mặt lộ vẻ áy náy tuy ta là cha của con bé cũng không rõ mấy chuyện này bao năm qua ngoài chuyện công và việc quân con bé chưa từng chủ động kể với ta điều gì huống hồ là tâm sự của mình ông dừng đoạn có điều nếu điện hạ muốn biết để ta gọi dương hổ đến hỏi cậu ấy có lẽ cậu ấy biết chút ít cậu ấy nhỏ hơn hủy hủy một tuổi 14 tòng quân, vừa vào đã ở bên cạnh hủy hủy, mỗi ngày không rời, rất gần gũi như chị em vậy. Thúc thần Huy đứng dậy, bảo Khương Tổ Vọng không cần đưa mình. Y ra khỏi trướng, đạp ánh trăng đi đến chỗ nghỉ trong đại trướng. Gần đến, Y trần trừ, ngừng bước tại chỗ một chốc lát, cuối cùng gọi một tùy tùng đến gọi Dương Hổ ra. Dương Hổ ra khỏi đại doanh nhạn môn, được đưa tới một chỗ đất trống không người cậu nhìn thấy một bóng người thanh tu án nhìn thấy phía trước dưới ánh trăng lẳng lặng đứng thẳng một đạo thanh giật thân ảnh dương hồ chầm chậm bước tới hành lễ nhiếp chính vương điện hạ gọi tôi có gì sai bảo thúc thần huy nhìn cậu mỉm cười gật đầu nghe nói trường ninh xem cậu là em ruột ta có lời muốn hỏi cậu hãy trả lời thật chi tiết cậu theo nàng nhiều năm có biết sở thích thường ngày của nàng thường đi đâu có bạn nào tốt bất kể chuyện gì bất kể lớn nhỏ cậu biết gì cứ nói mặt dương Hồ lộ vẻ kinh ngạc không ngờ mình bị gọi riêng ra là vì chuyện này nghĩ nghĩ thực không kiềm chế không phục trong lòng đáp đêm nay điện hạ truyền tôi ra hỏi xin hỏi là lấy thân phận nhiếp chính vương hay là thân phận chồng của tướng quân thúc thận huy dò xét nhiếp chính vương thì thế nào chồng của trường ninh thì thế nào dương hổ nói nếu như là nhiếp chính vương mà tướng không biết gì hết không thể trả lời nếu điện hạ bất mãn cứ việc chỉ tội. Nhưng nếu là chồng của tướng quân. Cậu dừng lại, ngạo nghễ nói. Đánh thắng được tôi, tôi sẽ nói. chung quanh hoang vắng tĩnh lặng, cách đó mười mấy trượng tiếng hai người nói chuyện đằng trước vang vẳng nghe không rõ lắm. Nhưng câu này, giọng dương hồ rất lớn, dọa sợ đám mười mấy tên đồng đội thanh mộc doanh đang nấp trong góc tối kia. Ngày mai đợi sau khi nhiếp chính vương rời đi, bọn họ cũng phải quay về thanh mộc doanh. Đêm nay muốn ngủ, thì đột nhiên Dương Hổ lại bị Nhiếp Chính Vương kêu ra ngoài một mình. Tin là Trương Tuấn truyền ra, sợ Nhiếp Chính Vương muốn gây bất lợi cho Dương Hổ, thừa cơ nữ tướng quân không có mặt, sợ Dương Hổ ăn thiệt thòi, lúc ấy lập tức kéo một đám trong doanh trướng đi theo. Thoạt đầu đám người không dám lại quá gần, núp trong bóng tối, khẩn trương nhìn trộm, không biết đến cùng là vì chuyện gì. Chỉ mong không phải là vì cậu ta từng vô lễ mà giờ bị khiển trách. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Hổ lớn gan đến mức ấy dám can đảm khiêu khích. chương 77 Đám thanh mục doanh nín thở, chố mắt chờ xem nhiếp chính vương lần này thật sự bị chọc tức. Chớ nói thân phận ngài ấy, kiểu mờ miệng nói bừa như dương hồ, đổi lại là bất kỳ ai khác e là cũng không thể dễ dàng tha thứ. Trương Tuấn chuẩn bị tinh thần lao ra ngay và luôn, định ngay trước mặt nhiếp chính vương cứ đạp lăn tay dương hồ không biết sống chết, đánh tàn bạo một trận, hoặc là, xem tình hình, dứt khoát đánh xỉu, lôi nữ tướng quân ra thay mặt Dương Hổ xin lỗi. Thế thì, nhiếp chính vương bảo toàn thể diện, nể mặt tướng quân Trường Ninh sẽ không đến mức so đo. Cậu tuyệt đối không ngờ, nhiếp chính vương sau khi đánh giá Dương Hổ một phen, cuối cùng phun ra một chữ. Được. Đám người trợn mắt rất mồm. Dương Hổ cũng khẽ giật mình, nhìn người đối diện. Ánh trăng biên tái đêm nay như một vũng nước bạc, gió mát chiếu người. Dưới ánh trăng tu lành lạnh, khuôn mặt của đối phương nở nụ cười thản nhiên. Nhìn không giống như đang trêu chọc mình. Từ ngày đầu tiên biết nữ tướng quân vốn không tình nguyện lấy chồng, Dương Hổ đã ôm mối bất mãn cực kỳ lớn với cái người ngồi ngôi vị cao cưới cô kia. Dĩ nhiên đối phương không phải người bình thường, nhiếp chính trị quốc. Chuyện hắn ta làm, nếu có cơ hội nhường cho mình, mình cũng không có năng lực làm. Nhưng, cái đó với chuyện xem thường đối phương cũng chả mâu thuẫn gì tựa như chuyện tướng quân thiện chiến là bổn phận, nhiếp chính vương chỉ quốc, chỉ có tốt mấy, cũng là bổn phận của hắn. Vấn đề không phải lớn nhất của hắn, là dựa vào quyền lực trong tay mình, bẻ gãy cánh một người siêu phàm như nữ tướng quân, bắt người không thể không gả. Nhiếp chính vương đương nhiên sẽ đánh không lại cậu, nhiếp chính vương cũng không cần dùng việc đánh thắng cậu để chứng minh giá trị. Cũng thế, nếu cậu có thể đánh bại đối phương cũng không phải chuyện gì đáng khoe. Cậu chỉ cố ý khó xử lấy kho để trả thù, chờ xem vị nhiếp chính vương thần thánh người người ngưỡng vọng xuống đài không được, bị cậu chọc giận. Cùng lắm thì cậu lĩnh tội, cùng lắm cũng chỉ vậy thôi. Nào ngờ, đối phương nhận lời. Dương Hổ kinh ngạc xong, nói câu đắc tội, lập tức nhào tới. Trương Tuấn xa xa nhìn thấy, thấy cậu nhiễm nhiên coi là thật, đầy luống cuống. Nói chiến lực của Dương Hồ xếp trong toàn bộ đại doanh của nhãn môn đứng hàng đầu cũng là không hề khoa trương nòm dáng vẻ mềm yếu của nhiếp chính vương thế kia, sao có thể là đối thủ của Dương Hồ chứ? Hỏng chuyện tự nhiên là trọng tội, dù không bị tổn thương, thua rồi mặt mũi nhiếp chính vương để đâu. Dương Hồ này nếu đã ra tay thì đừng nghĩ cậu ta sẽ nhường đối phương. Lỡ xảy ra chuyện khó mà kết thúc, giờ này cũng chả kịp đi gọi đại tướng quân, quính lên, bất chấp hết mọi thứ, Trương Tuấn từ chỗ tối xông ra, ngăn trước mặt Dương Hồ, quỳ trước người kia. Điện hạ Điện hạ tôn quý nhường nào, Dương Hổ có tư cách gì mà so tài với Điện hạ? Khẩn cầu Điện hạ tha cho cậu ấy. Cậu van xin xong, đám còn lại cũng theo ra, nhao nhao phụ hỏa, ba chân bốn cẳng dí Dương Hổ xuống đất. Thúc thần Huy đã biết trước có người núp trong bóng đêm. Thấy họ xông lên ép Dương Hổ quỳ xuống đất, cười cười. Không sao, đúng dịp mấy năm nay ta quá bận, không luyện tập, mấy phần chiêu thức phòng thân học lúc nhỏ e sắp quên sạch hiếm khi có cơ hội, cùng Dương Tiểu Tướng quân luyện tay một chút, cũng không tệ. Điện hạ. Trương Tuấn còn muốn khuyên, lại nghe y hô. Lui ra đi. Giọng y không lớn, ngữ điệu cũng cực kỳ bình thản. Nhưng lời vừa dứt, một loại cảm giác áp bức cấm cãi đập vào mặt. Đám Trương Tuấn đành buông Dương Hổ, chậm rãi lùi ra, cuối cùng dừng bên cạnh, thấp thỏm quan sát. Dương Hổ được tự do, từ dưới đất nhảy lên như mãnh hổ, đánh tới đối phương người còn chưa tới, trọng quyền đã đến, đổi hướng ngay ngực bụng. Thúc thận huy lách mình, vút, nắm đấm mang gió lướt sát qua người y, dương hổ vồ hụt, phát lực quá mức, trong tích tắc không thu được thế, nhào tới trước mấy bước, đến khi dừng hẳn, quay lại, lại tấn công, y lại tránh. Liên tiếp mấy lần, chớ nói đụng chúng người, đến góc áo cũng không chạm được. Dương hổ không ngờ y né được mấy đợt tấn công, thực ngoài dự kiến, thờ hồn hển mấy hơi, trụ vững người, quay lại, vẫn thấy y thành thơi, quét chân một cái đá ngang về, chờ y né tránh, nửa đường đột nhiên thu chân, người theo thế đá chân, hét lớn một tiếng, giữa không trung uốn người đột nhiên sửa thành ra quyền. Thúc thận huy sớm cảnh giác với ý đồ của cậu, ngửa ra sau tránh một quyền này, nhưng dương hổ mỗi lần ra tay vừa nhanh vừa độc, sao có thể thất bại, đã đánh chúng một chút. Tuy một khắc chúng quyền, thúc thận huy đã ngửa người giảm hết một phần lực, nhưng dư lực vẫn không nhỏ người xem nhìn thấy nhiếp chính vương chịu một quyền thật mạnh vào mặt người hơi lảo đảo suýt té đều hít một hơi lạnh tính thúc thận huy khiêm tốn trời sinh lúc nhỏ không thích khoe khoang hiện giờ vai gánh trọng trách ràng buộc quấn thân người càng thêm trầm ổn không tùy tiện lộ vui giận ra ngoài xong dù khiêm tốn thế nào thực chất thứ cao ngạo bên trong kia cũng là bẩm sinh đêm nay nhận khiêu khích của viên tiểu tướng trong quân này nếu đổi lại là kẻ khác y sẽ cười cười cho qua nào chấp nhận với đối phương, càng không cần tự hạ thấp mình, tự ra tay. Nhưng đây là bộ hạ của nàng ấy, nên không giống. Nhớ tới lúc thiếu niên, y cũng chui luyện cung ngựa, gối kiếm mà ngủ, đối thủ thường ngày có ai không phải cao thủ tuyệt đỉnh trải qua lớp lớp tuyển chọn mới được. Bao năm qua kẹt quanh bàn sách, song chỉ cần rảnh rỗi y vẫn dương cung tập kiếm, vẫn không ngừng luyện võ. Không có năng lực thì thôi, tự nghĩ nào phải vậy, há lại nhận thua trước bộ hạ của nàng, bị họ xem thường ban đầu né tránh chỉ là vì thăm dò hư thực của dương hồ ăn một quyền y đứng vững lại chậm rãi lau sợi máu xỉ nơi khóe miệng ngẩng lên đối đầu với cặp mắt dưới ánh trăng lập loài nhìn mình híp mắt dò xét kéo vạt áo buộc ngang hông không còn thủ thế như trước bỗng nhào tới một chiêu khóa chặt hông dương hồ dùng hết lực cánh tay hất mạnh một chiêu đã nhanh còn mạnh Bịt. cả người dương hồ bị vật ngã ra đất đám người còn chưa kịp định thần từ cơn khiếp đảm ban nãy, chớp mắt đã thấy nhiếp chính vương cho dương hổ nếm mùi. Ai mà ngờ ngài ấy có thân thủ đó, đều kinh ngạc á lên. Dương hổ bị một ném không nhẹ, rên khẽ, há chịu xem như xong, bật dậy nhào tới. Thúc thần huy đã lâu không gặp được đối thủ như thế. Cơn đau vừa ăn kia trái lại làm khí huyết y sôi trào, dốc toàn bộ chiến lực. Nhờ mắt tìm cơ hội, giữa lúc đánh nhau, bỗng lật người, lợi dụng thì trọng chặn dương hồ, hai tay khóa chặt cánh tay phải cậu, uốn gối, hung hãn kề vào gáy cậu ép xuống, vững vàng khống chế người dưới gối. Hai người dốc hết toàn lực quấn đấu hồi lâu, đến giờ này thì lực đã tiêu hao không nhẹ, đều thở hồn hình. Dương hồ cảm thấy cánh tay bị siết đến muốn gãy, đau đớn vô cùng xong vẫn không muốn nhận thua, cắn răng, mặc cho cánh tay có thể bị gãy, hét lớn một tiếng, định xoay người mượn lực, lộn mèo ra sau, dựa vào đó thoát thân thuốc thần huy không muốn khóa gãy tay cậu ta thật, song cũng không cho cậu ta cơ hội. thuận thế buông tay cậu, đồng thời cầm một chân đang đá tới mình, phát lực lần nữa tiếp lấy thế xoáy người của bản thân cậu ta, lập tức nhấc bổng cả người dương hổ lên rồi buông tay. dương hổ bay ra ngoài như chiếc bao cát, Bịt. nặng nề rơi xuống đất cách đó mấy trượng. đầu cậu đập mạnh xuống đất, người nằm sấp. một lát sau, đợi cảm giác choáng váng và đau đớn trên cánh tay giảm bớt, ngẩng lên thấy đối thủ dưới ánh trăng chậm chậm sửa sang lại quần áo, ngay sau đó đưa mắt nhìn mình. Cậu vùng vẫy từ từ bò dậy, ngồi yên không nhúc nhích. Đám Trương Tuấn không kịp xem, nếu không phải đêm nay tận mắt nhìn thấy, không ai tưởng tượng nổi, vị nhiếp chính vương nhìn như trích tiên kia có thể đánh bại Dương Hồ. Đám người vừa hồi thần, có người nghẹn họng nhìn chân trối, có người lo lớn tiếng khen hay, cũng có kẻ không yên lòng Dương Hồ, xem xem cậu ta bị thương thế nào. Dương Hổ yên lặng ngồi một lát, bỗng, hất cánh tay đồng đội duỗi tới, đứng lên, hơi tập tĩnh bước đến Thúc Thận Huy. Đi theo tôi. Cậu phóng ngựa rời doanh, dẫn Thúc Thận Huy đến trước một ngọn núi cách đó mấy chục dặm, chỉ vào đó kể. Cô ấy từ sườn núi này tung người nhảy xuống, dưới kia là đầm sâu. Tôi không biết vì sao cô ấy làm vậy, lần đầu tiên bắt gặp, tôi có hỏi, cô ấy điềm nhiên như không, chỉ bảo vì thích mà thôi. Tôi hiếu kỳ, cũng lên đến đỉnh núi định bắt trước cô ấy, xong khi tôi nhìn xuống, dù biết mình sẽ không ngã chết, tôi vẫn rụt lại. Tôi không dám, sau này tôi mới biết, cô ấy không chỉ một lần từ đỉnh núi nhảy xuống. Vì những năm sau đó, chỉ cần cô ấy ở gần đây, sẽ có một ngày cô ấy đến đây, không cho ai đi cùng. Khi trở lại, tóc luôn ướt sũng. Cậu dừng lại, nhìn Thúc Thận Huy. Điện hạ, ngài muốn biết ngày mà lần đầu tôi bắt gặp cô ấy nhảy xuống đây, là ngày nào không? Thúc Thận Huy. Cậu nói đi, là ngày dỗ mẹ của tướng quân. Hôm đó về doanh, đại tướng quân tìm cô ấy, muốn dẫn cô ấy đến lập đàn ở vùng đất trống, tế mẹ của tướng quân từ xa. Cô ấy không chịu, năm ấy, tôi vừa tới quân doanh không lâu, tướng quân tròn 15. Lúc ấy tôi không rõ vì sao cô ấy lại không chịu. Sau này tôi từ từ mới hiểu ra, tướng quân đã tế mẹ rồi, dùng cách của chính mình. Thúc thận huy chậm rãi quay đầu, dừng mắt trên sườn núi phía trước sắc trăng cuối thu lạnh lùng ảm đạm soi trên vách đá đen kịt đó. Nó cao vút, vô tình vô dục, yên lặng đứng quan sát chúng sinh. Y hơi ngửa mặt, ngóng nhìn hồi lâu, hỏi. Ngày rỗ là hôm nào? Nửa tháng sau, cậu về được rồi. Y trầm thấp nói. Dương hổ nhìn Y, chân chưa đoạn, chậm rãi quỳ xuống, dập đầu liên lịa, dùng giọng nhấn mạnh nói. Điện hạ, ti trước vừa rồi mạo phạm, xin thỉnh tội với điện hạ. Nhưng mà, tướng quân tốt vô cùng, thật sự là tốt vô cùng. Trong mắt anh em thanh mộc doanh bọn tôi, cô ấy không nên chịu bất kỳ thiệt thòi gì. Cô ấy xứng đáng làm tướng quân trường ninh tiêu giao sảng khoái nhất đời này. Dương hổ dập đầu xong, đứng lên, phóng ngựa rời đi. Thúc thận huy một mình lên tới thiết kiếm nhai, dưới vách đá dựng đứng yên tĩnh mà đen thẳm ngồi suốt đêm. Lúc trời gần sáng, nắng thu biên tái chưa tỏ, y leo lên đỉnh núi. Y đón gió đứng thẳng, cúi nhìn đầm nước yên tĩnh dưới vách đá nặng nề kia thật lâu, tưởng tượng ra cảnh, đến cùng là nàng ấy mang tâm tình thế nào, đã thả người nhảy vào trong vũng nước thấu đầy ý lạnh cuối thu. Y rốt cuộc đã hiểu, thế giới dưới đáy nước, tối tăm, giam cầm, lạnh lẽo đầy chết chóc. Sáng nay chưa đến canh năm Khương Tổ Vọng đã thức giấc. Hoặc là mấy năm nay tâm huyết dần khô, giấc ngủ của ông mỗi lúc một ngắn. Ông ho khan mấy tiếng, thay đồ cầm thương đi thao luyện, đợi trời sáng, quay về trướng, đang định thay y phục dẫn đội ngũ tự mình đi thành nhạn môn tiễn nhiếp chính vương và vị hoàng đế thiếu niên kia, thì lưu hướng đến. Lưu hướng đưa đến một tin, nhiếp chính vương bỗng đổi hành trình, ít lâu sau sẽ tự về trường An. Ngài đã lên đường đi thành Vân Lạc, chuyện hộ tống thiếu đế quay về đã giao cho lưu. Hướng, ngoài ra, ngài nhờ Khương Tổ Vọng chọn phái ra một đội tinh binh cùng lên đường hộ tống thiếu đế, mau quay lại trường An. Giờ thìn, sáng sớm cuối thu biên tái trời vẫn chưa sáng hẳn. Thúc thận huy khoác áo lông cừu, chân mang ủng, đón lấy gió sớm đẫm sương cuối thu, dưới sự dẫn đường của mấy người hầu, phóng ngựa lên đường đi thành Vân Lạc. Đêm đó, lúc cô chạy đi thành Vân Lạc, y ước gì có thể đuổi theo đi cùng. Xong cuối cùng y vẫn ngừng bước. Về phần cô, cô không muốn để y đi cùng, căn bản là cô không cần y. Y biết, về phần y, Trước trách cũng đang nhắc nhở chính mình, hộ tống thiếu để mau chóng quay về Trường An mới là việc cần kíp nhưng giờ đây mọi lý do từng ràng buộc bước chân Y đều không còn không thể vượt qua Y muốn đuổi theo cô ngay lúc này bầu bạn bên cạnh cô dù cô không cần Y còn muốn đi tế bái mẹ cô ngay hôm sau ngày cưới Y đã từng hứa nhớ đến phản ứng lạnh nhạt của cô khi ấy hiển nhiên không muốn nhận cho đến hôm nay xem như cô vẫn thế thì Y vẫn muốn đi y cần đi chuyến này, vì y đại biểu cho hoàng thất, hơn nữa vì chính y, người đã cưới Khương Hàm Nguyên. Thúc thận huy cứ thế, mang tâm tình xúc động mấy phần thấp thỏm, mấy phần quyết tuyệt bước lên con đường chạy về phía tây. Trên chiến trường, đa số người bị chết vì tên bắn nào phải chết ngay tại chỗ, mà thường thường là vì chúng tên xong khó lành, chứng bệnh tận phát. Nhất là người bị chúng tên vào chỗ yếu, đến cùng nếu có thể trốn qua vô thường, ngoài nhân tố cứu chữa đắc lực thì thể trạng và vận may tự thân cũng chiếm phần rất lớn. Năm Thúc Thận Huy 17 tuổi tuần biên đã từng gặp Yến. Trọng cậu của cô, lúc ấy ông cũng theo ông ngoại cô chạy đến nhạn môn dự bái kiến. Thúc Thận Huy đến nay vẫn còn ấn tượng với cậu của cô. Đó là một người đàn ông khôi ngô sáng sủa, thể trạng ông mạnh mẽ phi thường, giờ phải xem vận may ông thế nào. Y đã chịu gấp lương y tốt nhất đại ngụy, giờ đang trên đường, sẽ nhanh chóng đuổi tới. Chỉ cần vận may cậu của cô đừng kém, Thúc Thận Huy luôn cảm thấy, lần này ông ấy có thể sống. Trên đường tới đây, không giây phút nào Thúc Thận Huy không âm thầm chờ mong. Nhưng đến hôm nay, khi y ra khỏi cổng Tây, không màng mệt mỏi vội vàng rủi ngựa trên con đường đã dẫn đến cổng tòa thành trì kia. Ngựa của y chậm dần, cuối cùng dừng lại hoàn toàn, chờ trên lối đi ngoài cổng thành. Lúc này, đêm đã khuya. Gió đêm từ núi tuyết quanh năm không ngừng thổi, như thường lệ, từng cơn thổi qua đầu tường. Mượn ánh lửa trượng lập lè đầu tường, đập vào tầm mắt y là từng lá cờ trắng bay bay. Trên trán binh sĩ thủ thành cũng toàn bộ cuốn khăn trắng. Y chậm rãi vào thành, nhìn thấy ngoài cửa cư dân hai bên treo đầy đèn lồng trắng. Cả đường đi còn thấy dân trong thành top 5 top 3 đầu thít phải trắng quỳ bên rìa đường. Lại là một lần đánh lui kẻ địch xâm phạm, nhưng còn chưa kịp nhấm nháp niềm vui thắng lợi đã phải đốt chậu than đưa hồn cho thành chủ của họ có tiếng đàn bà thấp giọng bi ai khóc giống, trên mặt mỗi một người đều tràn đầy vẻ bi thương. Gió cuốn lá tàn, cả thành vải trắng. Ba ngày trước, thành chủ yến trọng thành vân lạc, cuối cùng vẫn không thể vượt qua thương thế, ở tuổi anh dũng tráng niên, đột một qua đời. tang báo đã đưa, nửa tháng sau, sẽ đến nhạn môn, lại thêm hơn một tháng sẽ đến trường an, tiếp đó, tam úy sao từ triều đình sẽ đến đây. Sao lễ an ủi, thăm hỏi từ triều đình. Thành phủ xây ở chỗ cao nhất thành Bắc giờ này đèn đốt sáng trưng. Cờ trắng treo cao trong linh đường, nến tang sáng rực, tỏa ra bóng người quỳ gối túc trực trước linh sàng. Thiếu thành chủ Yến thừa một thân tang phục, đang một mình ngồi cạnh nghị sự đường. Nơi đây từng là chỗ ông nội và các gia thần thuộc cấp bàn bạc đủ chuyện quan trọng. Ông nội ra đi, truyền cho cha cậu. Hiện giờ cha cũng ra đi, chỉ còn một mình cậu. Ánh mắt cậu dừng trên một bộ khôi giáp trước mặt bộ khôi giáp treo trên một giá đỡ từ trên trần thả xuống, cao ngang người. Nếu không phải bên dưới mũ chiên trống rỗng không có mặt người, non như một người sống yên tĩnh đứng ở đó. Đây là chiến y mà ông nội cậu truyền cho cha, có thể mặc bộ chiến y này là biểu tượng của vinh quang và quyền uy. Nó đã từng vô số lần chịu khảo nghiệm đao chém và tên xuyên, trung thành bảo vệ chủ nhân của nó. Nhưng lần này, nó không thể bảo vệ chủ của nó. Yến thừa chậm rãi bước tới trước khôi giáp, giơ tay nhẹ nhàng chạm miếng sắt khảm bên vai. Tay lạnh băng, cậu chậm rãi mấp máy khóe môi bi thương, cục mắt. Chợt một thân tín từ bên ngoài vội vàng vào tới, thấp giọng bầm một tin đột nhiên xuất hiện. Tìm Yến thừa tự dưng nhảy lên, lập tức quay người ra ngoài. Hai hàng lửa trượng to lớn như rồng, chiếu cổng chính giữa đêm sáng như ban ngày. Dưới bậc cấp ngoài cửa, một bóng người lặng lặng đứng trang nghiêm. Yến thừa biết, người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này chính là đương kim nhiếp chính vương đại ngụy mà cậu đã nghe về không biết bao nhiêu lần cũng là chồng của chị cậu không biết vì sao ngài ấy đột nhiên đến đây tàng báo chỉ mới phát ra ba ngày ngài không thể nào đã nhận được song không kịp nghĩ nhiều yến thừa quỳ xuống hành lễ sau đó cung kính dẫn vị khách phương xa bất ngờ đi đến trước linh đường chị ấy đang ở trong đó yến thừa liếc vào trong thấp giọng sau khi cha bất hạnh Chị ấy đã trông coi ba ngày ba đêm, chưa từng chậm mắt dù chỉ một lát. Bất kể khuyên thế nào chị ấy cũng không đi, làm thần lo lắng nhất là chị ấy không khóc ra được. Thần sợ chị ấy cứ dồn nghẹn xuống, sẽ chịu không nổi. Điện hạ đến, thật tốt nhưng mà... Yến thừa giải thích, giọng nhỏ dần, mắt dưng dưng, thần sắc bi thương. Thúc thần Huy Yên lặng nhận lấy một sợi thắt lưng trắng trong khay tôi tớ dâng lên thắt bên hông, cất bước bước vào linh đường trong linh đường tu cấp và gia thần yến thị thay nhau đến trực đêm quỳ đầy. Trong mình mông bóng trắng, thúc thận huy nhận ra ngay bóng lưng của cô. Cô toàn thân trắng thuần, từ trên xuống dưới, chỗ màu đen duy nhất là mái tóc xóa xuống. Cô ngồi quỳ trước quan tài, bóng lưng cứng đờ, đến cọng tóc cũng bất động, xa xa non như một pho tượng bằng gỗ. Y đến khiến người chung quanh chú ý, trong ánh mắt kinh ngạc hai bên quang tới, bước chân y nặng nề tới trước tế đàn, thắp hương kính bái, cầu khẩn. Ngay sau đó, đám gia thần yến thị trong linh đường biết được thân phận vị khách đêm khuya đến, sau im lặng ngắn ngủi, cùng với một tràng âm thanh xì sầm, cuối cùng nhao nhau xoay qua y, hành lễ quỳ lạy. Linh đường đêm khuya nghiêm trang im ắng trở nên xôn xao. Nhưng cô vẫn không biết, động tĩnh chung quanh tợ như chẳng liên quan đến cô. Thật lâu sau, mãi đến khi một phụ nữ nhẹ nhàng chạm tay cô, thấp giọng nói một câu, cô mới nhúc nhích chậm rãi quay đầu, một gương mặt trắng bệch đờ đẫn, hai mắt mở cực lớn, ánh mắt vô thần sâu hóm, từ từ, cuối cùng tập trung lên mặt vị khách lúc nửa đêm. Người phụ nữ vừa chùi nước mắt, vừa không ngừng khuyên cô nên đi nghỉ. Cô nhìn y, không lộ vẻ gì. Thúc Thận Huy bước từng bước một đến bên cạnh như sợ kinh động cô, chậm rãi cúi xuống, dựa vào cô, dùng giọng điệu dịu dàng cả đời y chưa từng có, nói: "Nàng nên đi nghỉ đi." Cặp mắt cô gần ngay trước mắt, y nhìn thấy càng thêm rõ ràng. Một đôi mắt vừa chua vừa chát, đáy mắt đỏ bừng như nhuộm đầy máu. Y nói xong, thấy tợ như cô chưa từng để lọt vào tai, đờ đẫn nhìn mình thoáng chốc rồi quay đi, vẫn ngồi như cũ. Người phụ nữ khóc không thành tiếng, gia thần yến thì cũng nhao nhao khóc thảm theo. Trong tích tắc, tiếng khóc trong linh đường thay nhau không dứt bên tai. Chỉ có cô, không khóc, cũng không nhúc nhích, ngồi yên lặng canh gác trước quan tài trước mặt, chỗ cuối cùng an thân của người thân trên đời. Thúc thận huy không nhịn được nữa, xoay sang cô, một tay ôm ngang lưng cô, cánh tay kia ôm chặt đôi chân cô, dùng lực bế cô từ gối nệm, bước nhanh ra linh đường. Người phụ nữ kia là mợ của cô, được mấy tôi tớ nâng đỡ theo ra, dẫn thúc thận huy đưa cô về chỗ nghỉ. Y ôm cô bước trên đường, cô cũng chẳng dãy rủa cứ như một con rối mất hết giác quan, yên tĩnh mềm mại nằm trong lòng y, mặc y bài bố y thả cô nằm lên giường, đắp chăn cho cô, còn mình ngồi cạnh bên, nắm chặt bàn tay không có nửa phần hơi ấm của người sống nhẹ xoa, dùng ấm áp của bàn tay mình làm ấm ngón tay đã chết lặng thành băng của cô. Hủy hủy, nàng cần ngủ, nhắm mắt lại, nghe nào. Như dỗ con, y không ngừng dỗ cô ngủ. Mắt cô tựa như vì quá khô, mất đi khả năng chớp mắt, vẫn cứ thao láo. Vậy nàng cứ khóc đi, khóc lên trong lòng sẽ dễ chịu hơn. Cô vẫn không phản ứng. Thúc Thần Huy không đành lòng nhìn cô trợn mắt, nòm như máu muốn trực chảy ra từ khóe mắt cô. Y đưa tay ép vuốt mí mắt cô, cuối cùng cũng đẩy hai mắt cô khép lại. Ngủ đi. Cuối cùng, y tắt đèn, chậm rãi mặc áo nằm cạnh cô, trong bóng đêm, nhẹ giọng nói. Chương 78. Bóng đêm không rõ mà trầm tính, ánh trăng cũng bị ngăn lại ngoài cửa sổ phòng. Trong màn đen bốn bề bao phủ, Thúc Thần Huy nhìn không rõ mặt cô vẫn cảm giác được từ đầu đến cuối cô vẫn lặng yên nằm bên cạnh mình, tận ngón tay cũng không cử động. Sau khi khép mắt cô nhanh chóng tiếp đi, tiếng hít thở nhỏ đến không thể nghe thấy. Nghĩ đến cảnh cô nằm đây yên tình ngủ, đằng sau tâm tình nặng nề là cảm giác thả lỏng như được thỏa mãn tuôn ra. Một đường bôn ba gian nan khốn đốn giờ đây tất cả đều biến thành dã rời, bắt đầu ập tới y. Y cũng không dám ôm cô, chỉ ở dưới chân tìm được một bàn tay cô, nhẹ nhàng nắm chặt, chậm rãi, tiếp đi. Y ngủ một giấc cực sâu, đến khi mở mắt, thình lình giật mình không ngờ trời đã sáng rõ. Hết thảy đêm qua nhanh chóng giấy lên trong lòng, còn có cặp mắt đỏ muốn chảy máu của cô. Y quay sang, phát hiện trên giường chỉ còn mỗi một mình mình. Toàn bộ chăn mền đều trồng chất đắp trên người mình, không thấy cô. Tim thúc thận huy nhảy lột bộp, vội vàng xoay người xuống giường, mở cửa, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đang đứng trong bệnh viện, nom như đã đứng đấy hồi lâu y đang định gọi cô, thấy cô vừa lúc quay đầu, lộ vẻ mỉm cười với mình, nói: "Ta không sao, đa tạ ngài, chuyến này ngài đi đường không nhẹ nhàng gì, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Ta đi xem mở, không hầu ngài được." Đáy mắt cô vẫn mang tơ máu nhàn nhạt, nhạt như lớp mạng nhện, giọng khan đặc, nhưng nhìn không còn dáng vẻ dọa người như đêm qua. Sau đó cô gọi tôi tớ dặn dò hầu hạ nhiếp chính vương, cuối cùng gật nhẹ chào y rồi đi luôn. Tôi tớ bảo mẹ thiếu chủ vốn không khỏe, cộng thêm đau thương quá độ, đêm qua sau khi y đưa cô đi, rốt cuộc gượng không nổi, ngã xuống. Thuốc thận huy thay y phục xong bèn sai tôi tớ dẫn mình đi thăm. Đến nơi, xuyên lấp cửa sổ mở, nhìn thấy cô đang đút bà uống thuốc. Đều do con không tốt, làm mợ lo lắng. Mợ yên tâm, con thật sự không sao rồi. Cô Trần An, người phụ nữ không uống thuốc, siết thật chặt ống tay áo cô, rơi lệ nói hàm nguyên không sao thì tốt rồi cậu của con không còn trời đã sập nhưng con nhất định phải thật ổn giúp em con một tay bằng không sau đó có thể gánh nổi vừa nói vừa thương xót khóc không ngừng cô buông chén thuốc cầm tay bà liên tục an ủi người phụ nữ có được lời cô bảo đảm lại nghĩ đêm qua nhiếp chính vương đại ngụy đã đích thân đến rốt cuộc mới yên tâm đôi chút uống thuốc được cô đỡ vào buồng biến mất yến thừa cũng nghe tin chạy đến hầu đứng phía sau y Thúc Thận Huy quay sang, thấy cậu bình tĩnh đứng, cúi đầu cục mắt vẻ kính cẩn. Cảm thấy Thúc Thận Huy nhìn mình, Yến Thừa Dương mắt hành lễ nói: "A à, tỷ chăm sóc mẫu thân, sợ là đã lạnh nhạt điện hạ. Nếu điện hạ có cần gì, cứ việc bảo thần." Thúc Thận Huy chậm rãi đi ra, hỏi: "Chỗ mà cô của cậu năm đó xảy ra chuyện là ở đâu?" Mấy hôm sau, Thúc Thận Huy không báo ai, phóng khoái mã tìm được vách núi ngày xưa. Vách núi đá chọc lờm chởm, cao vạn trưởng, Chuyện xưa năm nào, hôm nay tìm lại đã không còn chút tung tích, chỉ thấy cỏ hoang và bụi gai bò khắp núi, mấy con kền kền vỗ cánh bay qua thung lũng, rít lên quái dị. Tùy Tùng đứng xa xa phía sau chờ y, nhìn bóng người đứng lặng. Cuối cùng y đã hoàn toàn hiểu những chuyện xảy ra với cô năm ấy. Sau khi mẹ cô ôm cô còn bọc trong tã lót nhảy xuống sườn núi, không lâu, phản tạc thành xương nhạc đã được bình định, người tham dự khi ấy khai ra chuyện đã xảy ra và địa điểm của mẹ con cô, ông ngoại, cậu, cha cô mới tìm được nơi này. Lúc đó, mẹ cô sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, còn cô may mắn vẫn còn sống sót, nhưng từ đó về sau, cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi. Cô biến thành người mà chính cô nhận định sẽ mang lại vận rủi đến cho người thân. Thúc thận Huy lại nhớ tới dáng vẻ cô mùi quỳ chân bên linh cữu cậu mình vào mấy hôm trước y chạy tới trong đêm. Yến Trọng qua đời bất ngờ, phải chăng ít nhiều nàng lại có cảm giác xúc động gánh tội. Thúc thần huy đứng trên sườn núi mãi đến khi hoàng hôn chìm xuống, chìm bay quanh về tổ. Y dựng một cột đá vụn trên sườn núi, cắm một nén nhang, yên lặng cầu khẩn xong, rời đi. Chiếu theo tục lệ mai táng thành vân lạc, linh cữu thành chủ đặt 9 ngày rồi chôn phát tang. Sau tối hôm ấy, Khương Hàm Nguyên khôi phục dáng vẻ ban đầu. Mấy ngày qua, cô chủ trì tang sự, đưa Yến thừa theo cùng, Đáp tạ người thăm viếng gần xa nối tiếp không dứt, sắp xếp chuyện tiếp đái các thứ. Lòng người đang dao động khủng hoảng rốt cuộc dần dần có thể yên. Đến ngày hạ táng, mở của Khương Hàm Nguyên cực kỳ bi ai ngất đi, Khương Hàm Nguyên đưa Yến thừa chủ trì tang lễ. Tang lễ kết thúc, tất cả tề tụ về nghị sự đường. Người đến ngoại trừ gia thần và thuộc hạ Yến thị, còn có đông đảo thành chủ xa gần mấy hôm nay lần lượt chạy đến. Họ đều là vương chư hầu của đại ngụy, ngoài ra, tướng quân quý đức lưu hoài viễn của đại ngụy đóng ở cửa tây cũng chạy tới thúc thần huy lấy thân phận nhiếp chính vương đại ngụy tự mình chủ trì buổi gặp mặt tuyên bố yến thừa kế thừa chức thành chủ kế thừa danh hào tướng quân vân huy đại ngụy vốn thuộc về yến trọng không chỉ thế để kỷ niệm công lao oanh liệt của yến trọng truy phong ông làm bình di vương đại ngụy sắc phong và bảo ấn ít ngày nữa sẽ xuất phát từ trường an do đặc sứ đưa đến gia thần bộ tộc yến thị không khỏi cảm kích đến rơi lệ vô số dân trong thành tụ tập bên ngoài, nghe tin truyền ra, nhao nhao quỳ xuống bái tạ. tang sự đau buồn dài đăng đẳng, đến tận đây, rốt cuộc đã trần ai lạc địa. Người đi, vĩnh viễn yên giấc dưới mặt đất, mà người còn sống, còn phải tiếp tục chuyện nên làm. Thúc thần huy đã dừng lại nơi đây ít lâu, y không thể không chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi, y còn một chuyện quan trọng chưa làm. Y tìm Khương Hàm Nguyên, nói. Hủy hủy, ta phải đi rồi, trước khi đi, ta muốn đi tế bái mẹ nàng. Cô vừa hầu mở đi ra, dừng mắt trên mặt y. Thúc thần huy cũng nhìn cô, không chút né tránh. Tơ đỏ đáy mắt cô vẫn chưa tan hết, cô nhìn y một lát, gật đầu. Sáng mai ta dẫn ngài đi. Đêm ấy hai người ở chung một phòng, ban ngày cô đưa yến. Thừa thăm viếng thành dân, dẹp yên lòng người, có vẻ đã hơi. Mỏi mệt, vừa đặt lưng đã nhắm mắt, đã ngủ chung qua mấy đêm, Thúc Thận Huy không có quấy giày. Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, hai người đứng dậy đi ra, phản kính Thúc Thận Huy mấy tùy tùng đã chờ sẵn. Đoàn người cưỡi ngựa ra khỏi thành, đi tới thung lũng kia. Không còn huyên náo của ngày hạ tang yến trọng, hôm nay, nước hồ phản chiếu núi tuyết, gió nhẹ lưu siêu, khôi phục vẻ yên bình tĩnh lặng vốn có. Khương Hàm Nguyên đưa Thúc Thận Huy đến trước mộ mẹ mình, lui ra, để lại một mình y. Thúc thần huy ôm lòng kính cẩn, trịnh trọng tế bái, xong xuôi, y bước ra, từ xa nhìn thấy cô đứng dưới một gốc đại thụ gần cửa thung lũng. Cuối thu, cây khô khắp nơi, lá vàng đầy đất, từ xa non như trải một lớp vàng óng. Cô đứng thẳng, hơi ngửa đầu, như đang ngắm nhìn bầu trời xa trên đỉnh đầu. Thúc thần huy dừng bước, theo ánh mắt cô nhìn lại. Bầu trời thu xanh thẳng, mây trắng xóa như tuyết, cuối chân trời, có bóng một đôi hồng nhạn về phương nam, đang vỗ cánh bay trên trời không? Cô như cứ mãi dõi theo cặp bóng hồng, y yên lặng chờ đợi. Thật lâu, một cơn gió thổi rơi lá khô từng mảng, cô thoáng giật mình, quay lại thấy y, bèn cất bước đi tới. Cô vẫn bằng một giọng khan khan, mỉm cười nói, Ta thay mặt cậu rất đa tả điện hạ đã chiếu cố, thành dân cảm tạ ơn đức triều đình. Ta nghe nói điện hạ đã dặn lưu tướng quân ngó trường giúp vân lạc, đa tả điện hạ an bài. Chờ khi ta về nhạn môn, ta sẽ để lại phàn kính, nhờ ông tạm thời giúp em trai. Như vậy, Vân Lạc hẳn sẽ ổn, không đến mức vì cậu đã đi mà ảnh hưởng đại cục vùng của Tây. Xin Điện Hạ yên tâm. Thúc Thận Huy chăm chú nhìn cô, lòng như có vô số lời muốn nói xong lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ nói. Nàng phải bảo trọng. Khương Hàm Nguyên gật đầu. Điện Hà cũng vậy. Nàng nói xong, đôi mắt đầy tơ máu hơi cong cong cười, ngừng đoạn, lại nhấn giọng. Ta thật sự không sao. Ta biết hành trình ngài rất gấp, phía bể hà quan trọng hơn, ngài yên tâm đi đi. Sáng sớm mai phải khởi hành rồi, ngài về thành trước, nghỉ ngơi thật tốt. Ta muốn ở đây một mình một lát, về sau. Bọn Lưu Hoài Viễn còn trong thành, trước khởi hành sáng mai, y còn phải gặp mặt thu xếp chuyện chấn giữ. Thúc thận Huy lại đứng im một lát, gật đầu. Được, nàng về sớm. Khương Hàm Nguyên đưa y ra cửa thung lũng, mỉm cười tạm biệt thuốc thận huy lên ngựa về thành gặp đám lưu hoài viễn xong cô vẫn chưa về y cảm thấy thần trí mình không thể tập trung không kìm được nữa bèn ra khỏi thành chạy tới thung lũng lục y đến nơi trời đã hoàng hôn cô không còn ở đấy thuốc thận huy hỏi thăm người giữ mộ ở gần cửa thung lũng lâu nay ông là kẻ câm cũng không nghe tốt sau khi hiểu ý thuốc thận huy bèn bắt đầu khua tay chỉ xa xa diễn tả hướng cô đi thuốc thận huy nhìn lại thấy hòn núi nơi đó tắm trong ánh sáng yên tĩnh, lặng lặng đứng sừng sững. Y tìm một vòng, đến gần, thấy rõ một hang núi đá, chờ trọi đứng sừng sững ở vùng đất hoang ngoài thành. Đúng là nàng đã đến đây, trên con đường dẫn tới thềm đá lưng chừng núi, y bắt gặp ngựa của cô. Y đứng dưới chân núi, hoàng hôn ngày càng sẫm, rốt cuộc, y cất bước đạp lên thềm đá đầy cát bụi đã lâu chưa có ai quét dọn, chậm rãi đi tới. Đến Vân Lạc đã nhiều ngày, cuối cùng Khương Hàm Nguyên cũng một mình đến đây, tìm thăm người bạn cả đời này vĩnh viễn không thể gặp lại. Hàng đá vẫn thế, giường đá, bàn đá, ghế đá, tất cả vẫn ở đấy, thậm chí còn vài chỗ thảo dược còn chưa dùng hết. Xong người vẫn luôn ngồi ở đây lặng lẽ tụng kinh đã không còn. Trống rỗng, tơ nhện răng góc xó, khắp nơi đều là cho bụi. Khương Hàm Nguyên chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, không thấy sách kinh, đúng là hôm đó hắn được phép đem đi. Sau cơn đau lòng, cuối cùng nó cũng khiến Khương Hàm Nguyên tìm được một tia trấn an sau cùng. Bất kể giờ này vô sinh đang ở đâu, kể cả trên trời, những quyển sách kinh mà hắn quý trọng vẫn ở bên cạnh, hẳn với trí tuệ và thấu triệt của hắn, hắn đều vui vẻ chịu đựng. Nàng cầm một cây chổi cột bằng lau sậy ngã trong góc quét sạch bụi đất. Dọn dẹp mớ thảo dược bị gió thổi tứ tán gọn gàng lại. Mọi thứ thật giống xưa, chủ nhân nơi đây sẽ còn trở về. Xin lỗi sau lưng bỗng có một giọng trầm thấp truyền đến. Khương Hàm Nguyên dừng tay, cất gói thảo dược cuối cùng xong, chậm rãi quay lại, thấy Thúc Thận Huy đứng ở bậc ngoài hang đá. Một sợi nắng chiều cuối cùng nghiêng nghiêng chiếu từ sau lưng y, in bóng y lên mảnh tường trong hang đá. Hai người nhìn nhau chốc lát, cô nhìn thấy áy náy trong mắt y, cô lại mỉm cười, nhẹ nhõm nói. Không phải do ngài, Điện Hạ thật sự không cần vì thế mà xin lỗi. Cô nói xong, đi ra sao điện hạ lại đến đây ta thuận đường đi ngang đang định quay về y không nhúc nhích lúc cô bước ngang người y bỗng nhiên đưa tay bắt lấy tay cô hủy hủy ta biết trong lòng nàng rất khó chịu cực kỳ khổ sở nhưng trước mặt ta nàng không cần phải vậy y kéo cô đến trước mặt mặt đối mặt chăm chú nhìn vào cặp mắt cô từng chữ từng chữ nói khương hà nguyên lại cong khóe môi điện hạ hiểu lầm rồi ta thật sự nàng thật sự rất khó chịu đang còn nằm trong tã lót đá mất đi mẹ mình nàng cho rằng mẹ mình vì mình mà mất mạng mình là người chẳng lành nàng khó khăn lớn lên cuối cùng đã làm một nữ tướng quân lớn mạnh song lại bị ép buộc nhận lấy một cuộc hôn nhân không tình nguyện lấy một người nàng chướng mắt vì thế mà nàng còn mất đi một người bạn tốt mà có lẽ nàng xem là tri kỷ cả đời giờ cậu nàng còn ra đi sao có thể rất ổn được hủy hủy đừng thế nữa nàng không cần thế mẹ nàng cậu nàng hay là thúc thần huy nhìn quanh một vòng hang đá trống rỗng sau lưng cô người bạn này của nàng nếu hắn thật sự là tri kỷ của nàng hẳn hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng thế này nụ cười trên mặt khương hàm nguyên chậm rãi biến mất cục mắt tránh đi ánh mắt người đàn ông đối diện ở đây trời tối rất nhanh về thành cũng phải mất một lúc về đi cô miễn cưỡng nói y vẫn bất động hủy hủy đừng nhảy từ thiết kiếm nhai xuống nữa khương hàm nguyên sắc mặt hơi đổi cấp tốc nước mắt nhìn xem hắn, há miệng. Đừng phủ nhận. Y ngắt lời. Dương hổ nói, vào ngày dỗ mẹ nàng, nàng đã từ trên sườn núi nhảy xuống. Năm ấy nàng mới 15 tuổi. Khương Hàm Nguyên khẽ giật mình, vẻ mặt cứng đờ theo. Ta chỉ là, đừng nói chỉ là nàng thích vậy. Thúc thận huy lại cắt lời. Thân ở giữa không chung, không một chỗ dựa, thịt nát xương tan bất cứ lúc nào. Chỉ là mấy hơi thở trong một chớp mắt, nhưng lại dày vò không chịu xiết đến chừng rơi vào đáy nước, càng đáng sợ. Nếu có u minh địa giới thật trên đời, chính là nơi đó. Ai mà thích loại cảm giác ấy chứ? Ngài biết cái gì, đừng nói bậy. Hơi thở cô bắt đầu hỗn loạn, trên mặt hiện ra nét giận. Ta đương nhiên biết, vì ta từng nhảy rồi. Ngay sáng sớm ta định khởi hành về trường an kia. Mi mắt Khương Hàm Nguyên run lên. Thúc thận Huy chăm chú nhìn khuôn mặt đã tái nhợt của cô, từ từ nhéo vết thương còn in dấu trong lòng bàn tay. Hủy hủy, ta cho nàng biết, nàng làm vậy quá mức ngu xuẩn. Ngoại trừ từng lần một cha tấn chính nàng, nàng cho rằng mẹ nàng muốn nhìn thấy nàng thế này hay sao? Còn cha nàng nữa, nếu ông ấy cũng biết, ông ấy sẽ khổ sở nhường nào. Ta tuyệt đối không cho phép nàng từ thiết kiếm nhai nhảy xuống nữa. Mặt trời đã xuống núi, bóng đêm nuốt trường tia sáng cuối cùng. Sắc trời đột nhiên tối sầm, gió vắng thổi lớn, quả về tổ trong tiếng gió thổi qua đỉnh núi ồn ào trận trận. Khương Hàm Nguyên không nhúc nhích, rằng co với người trước mặt, hơi thở ngày càng gấp, khoe mắt cũng ngày càng đỏ. Đột nhiên, cô giật khỏi tay y, cúi đầu, cất bước định đi. Chờ chút. Thúc Thận Huy lần này không cần cô, chỉ nói. Cô ngừng lại, đưa lưng về phía y. Hủy hủy. Sáng mai ta phải đi rồi. Còn đây là những lời ta vốn định đêm nay sẽ nói cho nàng. Y ngừng đoạn, nhìn bóng lưng kia. Ta biết hiện giờ nàng rất khó chịu. Ta cũng biết nàng từ bé đã rất gian nan. Ta không dám nói ta có thể đồng cảm với nàng vì quá khứ của ta thực sự không có gì có thể gọi là gian nan cả. Nhưng ta muốn nói rằng ta hy vọng nàng có thể thả lỏng một chút. Trong mắt người khác, nàng là tướng quân, nàng phải bảo vệ kẻ yếu, chống lại người địch. Nhưng trước mặt ta, nàng thật sự không cần phải vậy. Để cho ta biết nàng rất khó chịu thì sao nào? Đương nhiên, nếu nàng thật sự không muốn nhìn thấy ta, ta có thể đi, đi ngay đêm nay. Lần trước ở thành Phong Diệp Nàng đã nói rõ ràng, nàng cho rằng lần này ta đến vẫn là cầu xin hay ép buộc nàng ở cùng ta ư? Không, thúc thần Huy ta xem như có thích một người, cũng sẽ không lãng phí chính mình như vậy. Ta chỉ là không yên lòng, muốn đến bên nàng, tiện thể hoàn thành lời hứa xưa kia mà thôi. Nếu nàng đã xem như không cần ta bầu bạn, ta cũng đã tế bái mẹ nàng, xong chuyện, ta sẽ không ở lại chọc nàng thêm ghét bỏ. Y đưa mắt nhìn Hoàng Hôn minh mông mơ màng phủ khắp nơi về thành sớm đi nhé ta đi nói xong y bước qua cô dọc thềm đá xuống dưới lên ngựa bóng ảnh dần biến mất nơi cuối đường khương hàm nguyên vẫn đứng đấy mãi đến khi trời tối đen hoàn toàn chung quanh không ai nhìn thấy cô nước mắt đã cạn bỗng dưng như ập tới bừng chảy nơi hốc mắt khô cạn đến chớp mắt cũng khó khăn kia cô muốn nhịn liều mạng kiềm chế chẳng những không nhịn được mà nước mắt mỗi lúc một nhiều cuối cùng không kềm được cô bắt đầu thấp giọng nức nở rồi thục xuống đất, chôn mặt vào đầu gối, khóc không thành tiếng. Thúc thận huy trong lòng ôm cơn giận bị cô kích động, phóng ngựa một hơi về tới cổng thành Vân Lạc, bồi hồi một lát, mãi không thấy cô quay về. Cơn giận của y từ từ tiêu tan, y nhìn sắc trời mỗi lúc một đen, nhìn bóng núi đá, trù trừ một lát, hận mình cuối cùng vẫn không buông được, cắn răng quay đầu ngựa quay lại. Lúc leo lên thềm đá kia lần nữa, y thầm nói với chính mình, chẳng qua là y vì đền bù tổn thương mà người hoàng gia năm đó gây ra cho cô thôi cho dù thế nào cũng không thể bỏ cô lại một mình ở đây cho dù cô là nữ tướng quân quỷ kiến sầu y dần tới gần miệng động bỗng trong bóng đêm một tiếng khóc cực kỳ kiềm chế lọt vào tai y y ngẩn ra kịp hiểu nhanh chóng mấy bước nhập một sông lên trước động đá trong tích tắc nhìn thấy bóng hình kia cô đang ngồi ở miệng hang cuộn người lại khóc cả người y lập tức luống cuống tất cả buồn bực vì cô đều mất tâm mất tịch. Y dừng trước mặt cô, ban đầu không dám tới gần, không dám lên tiếng, lát sau, nghe cô khóc như một đứa trẻ ăn vạ, y hết kìm nổi, đi đến bên cạnh cô, cúi người giang tay thử nhẹ nhàng ôm lấy cô. Y sợ cô dãy ruộng không cho đến gần, nhưng không, y thuận lợi ôm cô, để cô nhào vào trong lòng mình khóc. Ban đầu cô vẫn luôn nức nở không ngừng, từ từ, cuối cùng ngừng nghỉ, mặc y ôm mình, không nhúc nhích. Thúc thần Huy không đứng dậy, cũng không nói gì. Y chỉ ngồi dựa tường đá, cởi áo khoác ngoài, bọc lấy hai cơ thể thành một khối, lại tiếp tục ôm cô, cho cô dựa vào lòng mình. Phản kính biết Khương Hàm Nguyên tới đây, tối rồi vẫn chưa thấy về, không yên lòng dẫn người tìm tới, đến dưới đường lên núi thấy cặp ngựa rừng ở đó, bèn sai người dừng bước. Ông ngẩng nhìn hang đá cuối con đường, lát sau, lặng yên chuyển hướng, dẫn người rời đi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 79. Bình minh ló dạng, tia mặt trời đầu tiên lọt vào song cửa sổ. Một tòa nhà đơn sơ nằm giữa thung lũng. Trong bóng nắng dịu dàng, vô số bụi nhẹ, yên ắng nhảy múa lên xuống. Trên chiếc giường kê cạnh cửa sổ, Thúc Thần Huy mở mắt, nhìn Khương Hàm Nguyên cùng nằm bên gối đang ngủ, cảnh tượng đêm qua, từng cảnh chiếu lại trong đầu y. Y không thấy cô về bèn định đi đón, cuối cùng tìm được cô trong động đá. Rõ ràng chìm sâu trong nỗi đau, mỗi một ngày cô vẫn như hơn 20 năm qua, gì cũng muốn tự một mình gánh vác. Y rốt cuộc bị sự cuột cường của cô chọc giận, cuối cùng bỏ lại cô mà đi. Xong lần này, Y nào có thể không quay đầu lại giống như đêm mưa kia. Y quay lại, phát hiện cô một mình trong đêm nước mắt ròng ròng. Y ôm cô thút thít, mãi đến nửa đêm, cô cực kỳ mệt mỏi, hoàn toàn bình tĩnh lại, Y bèn ôm cô xuống núi, cùng ngồi chung một ngựa, bảo vệ cô trong lòng, chậm rãi cưỡi ngựa, về tới chỗ thung lũng này. Y biết, đây là nơi cô tình nguyện về, ở đây, người thân của cô an nghỉ. Phản kính đi không xa, từ đầu đến cuối dẫn người, lặng yên theo sau. Còn cô thì yên tĩnh trầm mặc sao cả người cô cho y, tựa lưng vào lòng y. Y nhẹ vòng một tay qua eo cô, tay kia cầm cương ngựa. Theo bước ngựa khe khe tiến lên, cầm y thi thoảng chạm nhẹ tóc mềm trên đầu cô. Lúc đó, núi tuyết xa xa tĩnh mịch, đỉnh đầu là bầu trời đêm màu xanh đậm, tinh hà rực rỡ, chiếu xuống cặp đôi cùng cưỡi ngựa trên vùng đất hoang. Cả đoạn đường trầm tĩnh như một giấc mơ. Đưa cô về căn phòng cấp cho gia tộc Yến Thị đến thủ lăng xong, cô vẫn tiếp tục nằm trong lòng y nặng nề ngủ, cho tới giờ khắc này, bình minh. Đêm qua vô số lần, y mong chờ trong nháy mắt biến thành vĩnh hằng, mặt trời vĩnh viễn không cần mọc. Nhưng trời vẫn sáng tỏ, không chút trì hoãn vì nguyện vọng y. Thuốc Thần Huy không bảo rời đi, Khương Hàm Nguyên cũng không mở miệng dục y. Họ như không hẹn mà cùng quên đi chuyện đó. Y nghỉ ngơi trong căn nhà của người thân cô trong thung lũng, liên tiếp bầu bạn cô dòng dã ba ngày. Ban đêm, y và cô cùng ngủ một giường, chẳng làm gì ngoại trừ ngủ cùng, một giấc thật dài. Ban ngày, y theo cô phóng ngựa dưới núi tuyết, men theo ven hồ, trèo lên chạm gác cao, vượt qua khe rãnh, thẳng trời hoàng hôn, sao bắt đầu treo lên trời không hoặc là chẳng đi bất kỳ đâu, chỉ cùng ngồi ở miệng thung lũng, đối diện với mặt hồ và núi tuyết, ngắm cả một ngày, từ tinh mơ đến chập tối. Cuộc sống thế này, trước đây y chưa hề từng trải qua. Tựa như đơn điệu, nhưng y chẳng mảy may thấy không thú vị, y thích vùng đất yên tĩnh này, chỗ đáng hận duy nhất là sớm sớm chiều chiều, chớp mắt đã qua. Ngày thứ ba, đấy là một cuối chiều, thời tiết sáng sủa, nắng thu cao chiếu. Không khí khô mát sạch sẽ, trong hơi thở như tràn ngập mùi mát lạnh đến từ núi tuyết và nước hồ. Họ cùng ngồi dựa vào một gốc cây cửa thung lũng, lặng lẽ ngắm nhìn hồ nước và núi tuyết cả trăm lần ngắm cũng không chán kia. Thung lũng ba mặt núi vây quanh chặn gió, mặt trời chiếu lên người ấm áp. Hai người không ai nói gì, trên thực tế, ba ngày qua, họ không nói với nhau một câu nào. Cô dần buồn ngủ, sụp mí mắt, y bèn cởi áo lông cừu trên người đắp cho cô, để cô gối đầu lên đùi mình. Cô ngủ thiếp đi, ngủ rất say, bờ mi dài rũ lên mí mắt. Vài chiếc lá khô rụng, thi thoảng chậm rãi im ắng từ đỉnh đầu bay xuống, đáp xuống mặt đất bên cạnh hai người. Không một tia gió, bên tai tĩnh mịch cực kỳ. Cô ngủ thật lâu, từ nắng chiều trói trang cho đến giờ này, hoàng hôn. Thúc thận huy thấy đùi mình bị cô gối bắt đầu tê dại, song y lại không muốn lay tỉnh cô hay xê dịch nửa phần. Y dựa vào thân cây sau lưng, dưới một vạt nắng chiều vàng ươm từ cửa thung lũng nghiêng nghiêng tạt vào trong, từ từ nhắm mắt, nhớ lại giấc mơ vừa nãy y vừa mơ khi chợp mắt theo cô. Ngay đây, dưới gốc cây này, y mơ thấy một bé gái đứng bên cạnh, nghiêng đầu, mở to hai mắt như tò mò nhìn mình. Bé gái như ngọc như tuyết, cặp mắt giống cô như đúc. Trên đầu cô bé búi cặp búi tóc, mặc bộ váy nhỏ xinh đẹp tinh xảo. Cô bé cười với y, mắt cong cong, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô bé từ lần đầu gặp mặt, Thúc Thận Huy cảm giác như bị cô bé hãm thật sâu. Y ở trong mơ nghĩ, xem như cô bé muốn sao trên trời, y chắc chắn sẽ nhận lời không chút do so dự, sau đó nghĩ hết mọi cách hái được sao xuống, tự tay đưa cho cô. Y hy vọng cô có thể luôn cười như thế, không lo không sợ, cả đời trôi chảy. Đến khi Thúc Thận Huy tỉnh lại, khóe môi y cong lên, tựa như cảm giác được niềm vui dịu dàng tràn đầy đến từ giấc mơ kia. Y mở to mắt, vô thức cúi đầu nhìn cô phát hiện cô đã tình tự khi nào. Khương Hà Nguyên ngửa mặt lẳng lặng nằm trên đùi y, nhìn vào đôi mắt đang cúi nhìn mình. Nơi đáy mắt người đàn ông này, hoảng hoảng hốt hốt, thẳng như cô nhìn thấy được một mảnh xanh nhạt nơi núi tuyết kia. Cô ngắm, rồi lại ngắm, khoe mắt dần phiếm hồng. Thúc thận huy cùng cô bốn mắt nhìn nhau chốc lát, giơ tay về tới cô, đến cuối cùng, đầu ngón tay nhẹ chạm mặt cô. Đã là ngày thứ ba, đây là lần đầu tiên y chạm vào cô. Cô tiếp tục ngắm y, y dùng lòng ngón cái dịu dàng vuốt khóe mắt nhuộm đỏ của cô, chậm rãi, cực kỳ tự nhiên cúi người tới gần. Mặt y từng tấc từng tấc tiến lại, cuối cùng, môi chạm môi. Y bắt đầu hôn cô, ngay từ đầu, nụ hôn của y rất nhẹ, như mang theo chút thăm dò, sợ rằng sẽ đánh thức cô, chẳng biết tại sao, y luôn có một loại cảm giác rằng cô giống mình đang ở trong một giấc mơ, không thực sự tỉnh nhưng rất nhanh sau đó y cảm giác được cô không cự tuyệt cũng không hề né tránh cô mềm mại như xưa nay chưa từng có y kìm lòng không đặng hôn cô thật sao chỉ chốc lát cô giơ cánh tay như dây mây quấn chặt cổ y hôn trả lại y nào chịu nổi đáp trả đó đương khi cảm thấy cánh tay cô cuốn lấy mình lưỡi mềm câu cuốn cùng lưỡi mình tim hắn cuồng loạn một luồng máu nóng khuấy động trong lồng ngực dưới da như có ngàn vạn lông trâu không ngừng đâm y y đột ngột buông lỏng miệng cô thờ hào hền rồi lung tung ôm lấy áo lông cửu ấm áp đang bọc lấy cô ôm người từ dưới đất bước nhanh vào gian nhà đất đơn sơ đặt cô lên chiếc giường đã bầu bạn ngủ cùng cô mấy đêm liền không phải là lần đầu thân mật với cô song ngón tay y cởi áo cô lại có phần run rẩy mắt y vì luồng máu nóng khuấy động mà trở nên mông lung y thấy mình như một thiếu niên đang lần đầu hẹn ước với người trong mộng mặt trời lặn trời tối trên bầu trời thung lũng chấm nhỏ chuyển sáng, rực rỡ như đốm lửa. Lòng y đang nghĩ, người thân và tổ tiên của cô đang yên giấc sẽ rộng lượng thông cảm cho tất cả chuyện hai người đã làm nơi này. Nhưng, tuy cảm thấy mạo phạm họ xong cũng không thể lo tới được. Trong mắt y không còn chưa bất kỳ vật gì khác, trên trời dưới đất, mặt trời lặn mặt trăng lên, càn khôn lật đổ, lúc này đêm nay, chỉ còn một mình nàng Khương Hàm Nguyên. Mồ hôi nóng hổi dịn ra từ lỗ chân lông trên da y, từng giọt rơi xuống da thịt cô. Thúc Thận Huy cảm thấy mình đạt tới khoái hoạt vô cực. Nhưng dù thế, ở chỗ sâu trong lòng, vẫn một cảm giác khác gắn liền như bóng với hình. Y luôn cảm thấy, từ một khắc cô tình lại nằm ngửa trên đùi lẳng lặng chăm chú nhìn mình kia, cho tới giờ, dù tình cảm nhục dục Y đã thể hiện đầy kịch liệt, cô vẫn rất giống như còn chìm trong giấc mộng, mãi vẫn chưa tỉnh. Thẳng như cô biến Y thành một người nào khác. Cảm giác ấy cực kỳ mãnh liệt, Y không kìm được nhớ tới câu cô từng nói một cảm giác chua xót cộng thêm tiêu dao và cực khoái như một con rồng hung ác gào thét tận sâu nơi đáy lòng y thùng ngực mà ra há to miệng nuốt cả người y vào bụng nhưng chỉ cần cô có thể được an ủi có thể hoàn toàn quên đi nỗi bi thương của mình dù chỉ một giờ phút ngắn ngủi này y không cần thiết nữa y cam tình nguyện làm người ấy để cô phát tiết cảm xúc thậm chí còn có phần vui mừng vì thế cánh tay y ôm cô sâu vào lòng cùng mình quấn lấy nhau ra kể ra dính chặt không chút khoảng cách hủy 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 y không ngừng khẽ gọi tên cô nàng muốn gì cũng được ta đều có thể giọng khàn khàn cộng thêm mấy phần như mê hoặc trầm thấp xỉ bên tai cô không ngừng câu dẫn cô cô chậm rãi ngừng lại đang lúc y bắt đầu cảm thấy bất an nghĩ rằng cô đã tỉnh lại bỗng cô phát lực lật người một cái đẩy y đang đè ép trên người mình xuống rồi lên trên trong bóng tối Thúc Thận Huy cảm thấy mái tóc dài của cô rũ xuống trên lồng ngực mình, cọ vào làn da trần trụi của y. Y bị một cảm giác cực kỳ khoái hoạt nhột ngứa bổ vây, nhịn không được nhẹ giọng cười. Vừa mới hé miệng, cô như con mèo nhỏ đánh tới, hai tay lung tung ôm y. Điền hạ. Trong bóng tối, tiếng cô gọi y truyền vào tai y, trách móc, gì dầm, giọng run rẩy mất tiếng. Cô như đã động tình dường như là lần đầu y nghe cô dùng âm điệu đó gọi mình hay lầy có thể khẳng định, không phải dường như, mà là sự thật. Cả mấy ngày dính lấy nhau như keo như sơn ở tiền đường, y cũng chưa từng được nghe. Ngay chớp mắt âm thanh ấy lọt vào tai, thúc thận huy thấy toàn thân mình run rẩy. Y vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, lại nghe giọng run rẩy động tình kia trầm thấp gọi tiếp một tiếng điện hạ. Đây là âm thanh tuyệt vời nhất cả đời y được nghe, còn êm tai hơn cả nhạc vui mà nhạc sĩ kỹ nghệ cao siêu nhất của hoa yến nơi cung đình. Hai tiếng, điện hạ, liên tiếp đánh thẳng vào ngọn nguồn trái tim y. Trong khoảnh khắc, tinh thần y cháy thành cho tàn, y bị cô biến thành một chú ngựa hoang mất cương, một con thao thiết sổ lồng. Hai tay y hung tợn ôm chặt, hôn cô. Một đêm ngắn ngủi mà dài đăng đẳng, họ cứ thế, yêu cầu đối phương lẫn nhau, thiếp đi, tỉnh, lại muốn một lần, mấy lần lặp đi lặp mãi đến lần cuối cực kỳ mệt mỏi, hao hết sức lực cuối cùng của nhau, y mới ôm cô vào lòng, hoàn toàn thiếp đi. Đến khi thúc thần huy tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng choang. Cô vẫn yên tĩnh nằm bên cạnh, tóc dài xóa tung, ôm lấy tay chân của nàng, nhắm mắt, ngủ sâu chưa tỉnh. Thúc thần huy không hề cử động, y hắm mắt, chậm rãi nhớ lại tư vị hai tiếng điện hạ cô gọi mình, rồi mới mở mắt, nhẹ rời cô, mặc y phục ra ngoài y không thể không tỉnh lại từ giấc mơ này phản thúc của cô vẫn còn kiên nhẫn chờ ngoài cửa thung lũng không chỉ thế người của y cũng đã đến đợi bên ngoài đưa đến hai phong tin nhanh một tin từ trường an chính hiền vương thân bút ngoài tấu lại với y vài chuyện trong chiều hỏi thăm tình hình hoàng đế lại hỏi khi nào y có thể đưa thiếu đế về kinh giờ này hẳn thiếu đế chưa về đến trường an trong câu văn hiền vương không thấy thúc giục nửa câu xong lại có ý lo lắng đập vào mặt Tin thứ hai từ Khương Tổ Vọng, thám tử do Khương Tổ Vọng phái ra đã hồi báo, cách đâu không lâu, Hoàng Đình Bắc Địch xảy ra đột biến. Hoàng đế còn nằm trên giường bệnh, Nam Vương Xí Thư đã liên hợp với một người chú phát động cung biến, phái người mai phục trên đường vào cung, trong vòng một ngày, liên tiếp giết chết thái tử định thăm bệnh và vài anh em không theo gã, máu sửa Hoàng Đình, trở thành tân hoàng của Bắc Định, thành công lên ngôi. Khương Hàm Nguyên tỉnh lại, từ từ mở mắt, nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, hơi chói mắt. Cô cảm thấy người vẫn còn uể oải, cảm giác như đến đầu ngón tay cũng còn không muốn nhúc nhích. Cô lại khép mắt, đủ cảnh tượng đêm qua ập đến trong đầu. Cô lại mở mắt, quay sang thấy bên cạnh trống rỗng. Y không còn trên giường, bên gối chỉ có quần áo mình. Cô ngẩn ra dây lát, từ từ ngồi dậy. Bước ra ngoài, nhìn thấy Y một mình đứng ở cửa thung lũng như đang ngắm mặt tuyết hồ đối diện. Như cảm giác được, Y bỗng quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Y quay lại, cô cũng lập tức nghênh đón. Họ đi về phía nhau, cuối cùng gặp nhau, đứng ngay gốc cây hôm qua họ từng ngồi ngủ nửa ngày kia. Hủy hủy, ta phải đi rồi. Y mở miệng nói luôn. Ánh nắng tràn đầy xuyên qua thân cây dọi xuống mặt Y. Ngương mặt này giờ đây không còn ý cười xong ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng. Khương Hàm Nguyên im lặng một lát, chậm rãi nói. Bảo trọng. Đây là lời mấy ngày trước Y để lại cho cô y cười mặt mày giãn ra nàng cũng vậy ngừng đoạn lại nói nàng cũng phải bảo trọng giọng điệu cực kỳ trịnh trọng khương hàm nguyên cũng cười đón lấy ánh mắt y gật đầu em biết rồi y lại lặng thinh như ngần ra lát sau ngoài cửa cốc có tiếng ngựa hí ẩn hiện vọng đến y giật mình nhìn cô chậm rãi nói hủy hủy trước khi đi ta muốn bàn giao vài việc với nàng phần tiền nhi ta dự cảm cậu ấy rất nhanh có thể tự lập. Còn ta, không thích hợp làm nhiếp chính vương dài lâu. Cậu ấy thật sự có sức tự mình chấp chính, cũng có tâm của bề trên, ta có bao biện làm thay thì với ta lẫn cậu ấy đều bất lợi. Lần này về rồi, xem tình hình, ta sẽ nhanh chóng hết nhiếp chính. Còn một chuyện khác, ta cũng muốn báo cho nàng. Hôm nay ta vừa nhận tin, địch đình có biến, xí thư đã lên ngôi. Vị trí khác biệt, thì dù đối với cùng một sự kiện, cân nhắc hay phương thức cũng sẽ khác biệt theo. Huống chi gá không phải mãng phu, gá kế vị, vị trí vẫn còn chưa vững chắc, gá tính toán đại ngụy ta thế nào, hiện giờ cũng khó nói. Nhưng với đại ngụy mà nói, đây cũng là cơ hội vô cùng tốt. Mùa thu hoạch năm nay, các nơi đã gặp mặt, dù còn chưa tính tổng báo cáo cuối cùng, song xem con số cơ bản khớp với điều ta mong muốn. Trận chiến này đã chuẩn bị nhiều năm, cơ hội đã đến, không thể bỏ lỡ. Sau khi ta trở về, sẽ nhanh chóng triệu tập binh mã và lương thảo, phát động chiến sự, thu hồi môn hộ phương Bắc Đại Ngụy ta. Đến trường đó giao nhạn môn cho các người. Điện hạ yên tâm, chắc chắn đại tướng quân dốc hết toàn lực, không phụ điện hạ. Hà. Khương Hàm Nguyên lập tức đáp. Thúc thần Huy gật đầu. Thích sư tỉnh Châu Trần Hành có thể hoàn toàn tin tưởng. Sau này nếu có bất kỳ chuyện gì, nếu trong phút chốc không liên lạc được ngay ta thì tìm ông ấy cũng được. Ông ấy gần nàng hơn. Khương Hàm Nguyên gật đầu bên tai lại truyền tới một tràng ngựa hí nàng thoáng nhìn hướng ngoài cửa thung lũng quay đầu lại cười nói em cũng phải về nhạn môn em đưa điện hà một đoạn thúc thần huy không từ chối cùng ngày hai nhóm người cùng nhau lên đường yến thừa dẫn ra thần thuộc hà cùng rất nhiều thành dân cung cung kính kính đưa nhiếp chính vương và chỉ cậu ra khỏi thành vân lạc khương hàm nguyên để lại phản kính phản kính lại chọn cho cô một đội quân hộ tống cô quay về sau khi lên đường trời trạng vạng tối, hai toán người cùng chạy tới một ngã ba cổ đảo. Y chọn đường tắt hướng nam ngang qua tiêu quan về Trường An, còn cô thì tiếp tục hướng đông về Nhạn môn. Nhóm người đi theo biết hai người họ còn có lời sắp chi tay muốn nói, tự dẫn đội đi trước, xa xa đứng chờ bên đường. Y nhìn chăm chú cô, chậm rãi nói: Sau khi ta quay về, nếu mọi việc thuận lợi, chậm nhất có lẽ là một năm. Ngày này sang năm có thể thoát thân, đi làm vài chuyện từ lâu ta muốn làm. Khương Hàm Nguyên ngồi trên lưng ngựa, cười nói. Điện Hà nhất định có thể tâm tưởng sự thành, em ở đây cung chúc hoàn thành trước hạn. Bình An bảo trọng, đã nói quá nhiều, không ai nói gì nữa. Tại ngã rẽ, cả hai rừng ngựa đối diện nhau một lát, bỗng cô gật nhẹ với y, nói. Em đi. Lập tức cục mắt không nhìn y nữa, nhẹ túng cương ngựa khởi động chuyển hướng về phía nhạn môn. Trên cổ đảo, trời chiều vô hạn, cỏ hoang liêu siêu, bóng cô tắm bên trong như một quần sáng vàng trói mắt. Nàng muốn đi, cứ thế mà đi. Lần sau gặp lại, không biết là khi nào. Thúc thận huy dõi theo bóng lưng cô, câu nói đã nghẹn từ lâu trong cổ hỏng, bỗng dưng nhận được cổ động mạnh mẽ, bật thốt. Hủy hủy, ta có thể hỏi nàng một vấn đề ta luôn hoang mang rất lâu không? Khương Hàm Nguyên dừng ngựa, quay đầu. Chuyện gì? Mặt cô vẫn hiện nụ cười. Đêm thi xuân ở Trường An nàng ở phủ công chúa Vĩnh Thái uống say, ta đón về, lúc nàng nửa mê nửa tỉnh, nhìn ta nói, ngài không phải hắn. Không gạt nàng, lúc ấy ta cho là nàng đang mơ thấy tên vô sinh kia. Hiện giờ ta đã biết, không phải là hắn. Vậy thì gã kia, rốt cuộc là ai, nàng có thể kể ta biết không? Y hỏi xong, chăm chú nhìn cô, không chớp mắt. Nụ cười trên mặt cô dần dần biến mất, im lặng không nói. Y chờ chốc lát, mặt hơi ảo não, là ảo não với chính mình y sửa lại thôi bỏ đi là ta vô lễ sao vẫn không học được ta không nên hỏi nàng không cần nói đâu y dừng đoạn giọng thà lòng nói tiếp ta biết hiện giờ trong lòng nàng muốn nhất là gì ta sẽ không quên nàng về nhạn môn đi chờ tin tức của trường an ta đi y lập tức xoay đầu dẫn ngựa đạp bước vào con đường xuôi nam khương hàm nguyên đưa mắt nhìn theo tùy tùng y lập tức đuổi theo vó ngựa xôn xao vỗ trên con đường cổ đảo, sôi sụp cả một mảng bụi. Cô nhìn, rồi lại nhìn, đến khi y chạy thật xa, đến mức không còn nhìn thấy, bỗng dưng trong lòng tuôn ra một trận xúc động mãnh liệt. Cô bị cảm giác xúc động bao bọc lấy, đến chính cô cũng không biết có phải là cảm giác chẳng lành hoang đường rằng lần này đi là vĩnh biệt, trong chớp mắt, không thể nào tự nén xuống, dục ngựa đuổi theo. Y dừng ngựa trên đường, đến khi phát hiện cô đang đuổi theo về hướng này lập tức lệnh cho tùy tùng dừng tại chỗ chờ đợi, chạy đến đón cô. Hai ngựa gặp giữa đường. Y là một người lúc em 13 tuổi ngẫu nhiên gặp được trong quân doanh. Khi đó, y vẫn chỉ là một thiếu niên. Ngực cô hơi phập phồng, hơi thở mang theo gấp rút. Y khẽ giật mình, lập tức hỏi với theo, "Sau đó thì sao? Giờ cậu ấy đang ở đâu?" Không có sau này, em dẫn y đi đến chỗ y cần sau đó y rời đi về vùng đất thuộc về mình đã nhiều năm em không còn gặp lại y mãi đến hôm qua cô nhìn vào đôi mắt người đàn ông đối diện đến hôm qua em như gặp lại y điện hạ chuyến này quay về kính thỉnh bảo trọng cô nhìn y thật sâu nhấn từng chữ từng chữ nói xong lập tức quay đầu dọc theo hướng vừa tới phóng ngựa rời đi thuốc thần huy ngồi trên lưng ngựa nhìn bóng cô cưỡi ngựa rời đi Mãi đến khi hoàn toàn biến mất vẫn bất động thật lâu. Trời chiều chìm dần, hoàng hôn mờ mịt, cô đã đi rồi. Y tỉnh táo lại, đè tình cảm chua xót, mất mát và đầy tiếc nuối vô hạn trong lòng, chậm rãi bước lên con đường của mình. Đúng vậy, tiếc nuối, y tiếc nuối mình biết cô quá muộn, đến chừng y và cô rốt cuộc có thể gặp nhau, lòng cô đã bị một tên thiếu niên đóng vai khách vội qua đường trong đời cô cướp đi phải là một thiếu niên kinh tài tuyệt diễm thế nào mới có thể khiến nàng 13 tuổi vội vàng gặp một lần đã nhớ nhung đến giờ, thậm chí mới hôm qua còn vào trong giấc mơ của nàng. Nàng động tình, xem y là đối phương, điều y lo nghĩ rốt cục đã có chứng cứ rõ ràng. Nhưng không sao, thúc thận huy tự nói với mình. Nửa đời sau còn rất dài, chỉ ít hiện giờ, người nàng đã thuộc về y, đợi khi y có thể thoát khỏi trách nhiệm, có được tự do, làm được y thời niên thiếu, y sẽ có thời gian cả đời bầu bạn với nàng. Sau này, y nhất định sẽ đổi được kẻ may mắn chiếm ngự lòng nàng, đổi kẻ ấy thành mình, đâu phải là không có khả năng. Y tự nói trong lòng. chương 80 Vào đêm, trong căn phòng tráng lệ khảm đầy vàng bạc và da gấm, ánh nến rực rỡ soi sáng ngai vàng. Trên chiếc bàn trước ngai, bầy biện rượu ngon món ngọt, người ngồi đó là một gã thanh niên mặc áo gấm nơi đây chính là một phòng ngủ trong cung hoàng đình bắc địch thanh niên đó chính là tân hoàng vừa lên ngôi của nước địch không lâu nam vương xí thư mấy mươi năm nay theo lãnh địa không ngừng xâm lấn phía nam lối sống trung hoa đã ăn sâu vào trong quý tộc và quan lớn người địch vương đình vốn ở cực bắc không ngừng rời xuống phía nam cuối cùng mười mấy năm trước đóng đô nơi đây đổi tên đại hưng tại đây nam giáp U yến có nguồn nước không dứt địa thế ưu việt đồng cỏ tốt tươi còn có số lượng ruộng lớn thích hợp trồng trọt. Đóng đô xong, cung điện và các ngôi nhà đẹp trong thành noi theo Hoàng Triều Trung Nguyên lần lượt mọc trong thành, quan lớn quý tộc người địch tụ tập ở, mấy chục vạn người địch rời xuống phía nam. Ngoài ra, trong thành còn có một số lượng lớn người Hán bị chinh chiến bắt đến, phần lớn là nông dân và thợ thủ công các loại, làm lụng cả ngày cung cấp cho các loại hưởng thụ cuộc sống xa xỉ của Hoàng thất và quý tộc. Đây là Hoàng đô của Vương Đình Vạn Năm. Mặc dù cách đây không lâu, trong hoàng cung xảy ra cung biến, chỉ vẻn vẹn một ngày, hơn ba ngàn người bị giết chết, trong ngoài cửa cung máu chảy thành sông. Song thể loại đoạt quyền và giết chóc với tầng lớp trên cùng của người địch mà nói, không thấm vào đâu. Thanh trừ đối thủ, thanh tẩy triệt để thế lực đối phương, đây cũng chỉ là chuyện thường tình. Là người thắng, xí thư vốn nên hào hứng hăm hờ vạn trượng. Nhưng giờ đây, khí sắc trên gương mặt gã lại không chút tốt đẹp. Gã uống một hớp rượu, cảm thấy vết thương tên xuyên qua ngực kia lại mơ hồ co rút đau đớn nhớ đến y quan người hán hôm qua khuyên cáo cơn dư hận thực khó tiêu năm ngón cầm chén rượu bỗng phát lực bóp nát chén vàng hung tợn ném ra ngoài bầu rượu bị quét theo đổ xuống rượu vẩy trên mặt thảm đẹp đẽ trên bàn bên cạnh mấy thị nữ xinh đẹp kinh hoàng không thôi tưởng ngày không hài lòng phục vụ nơm nớp quỳ thuộc xuống phủ phục cuống quýt dọn dẹp bừa bộn trên đất xí thư làm như không thấy ngửa người ra sau tựa lên ghế, hai luồng ánh mắt âm trầm nhìn lên cánh tay trái mình. Nơi cuối cánh tay trai y, giờ lại có thêm một cánh tay sắt tối đen. Là món binh khí đặc thù mà thợ thủ công dựa theo cơ thể chế tạo khi gã trở về từ cõi chết, dùng vòng sắt chụp lên cánh tay, năm ngón như đao, vô cùng sắc bén, lúc cần chỉ cần nhô khỏi tay áo, cắt yết hầu như lục túi. Cuống họng đầu tiên mà gã dùng món vũ khí sắc bén này cắt là của anh em gã. Ngày đó bí mật công biến, gã từ quận Yến quận chảy về Đại Hưng, vừa gặp mặt, thừa dịp đối phương chưa sẵn sàng, đột nhiên vung thiết chảo, một đao cắt yết hầu. Lúc ấy người các bên kinh ngạc đến ngây người, đến khi kịp phản ứng, người mà gã muốn giết đã đẫm máu đến cùng, tắt thở bỏ mình. Mất một tay, đổi thành món vũ khí giết người sắc bén hiện giờ, dùng thật tiện tay. Nhưng mà, vũ khí dù tốt, thì có thể nào so được với đoạn cánh tay bằng xương bằng thịt mà ngày đó y buộc chặt đứt để chạy thoát trước mắt gã, bóng dáng nữ tướng nước ngụy kia lại hiện ra một lần nữa, ánh mắt càng thêm âm trầm. Hận rằng quá mức khinh địch, xem thường đối phương mà suýt mất mạng. Không chỉ thế, sau khi gã trốn về, hoàng đế bệnh nặng, đối mặt với cuộc tranh giành hoàng vị ngày càng sắc bén, gã vì tranh công, nén cơn đau cả người, ngựa không dừng vó phát động cuộc chiến tám bộ. Vốn gã đã mưu đồ thỏa đáng, tỷ số thắng cực lớn. Tuyệt đối không ngờ đã bị hủy trên tay cô à kia bị cô ta dẫn đầu khinh kỵ xuyên vào trong đất mình, kết quả là chẳng những thất bại trong gang tắc, mà sau khi tin về đến Hoàng Đình, gã bị gặng hỏi vô số, gọi là tai họa ngập đầu cũng không hề quá đáng. Gã đã hoàn toàn đánh mất tư cách kế thừa, trong đường cùng, gã không thể không bí qua hóa liều, cùng tả xương vương chú mình mục đáp nhất đạo sao, bí mật gây cung biến tạm thời, cuối cùng đi bước ở hiểm, toại nguyện leo lên ngôi cao. Công phá nhạn môn, cướp đoạt Trường An và toàn bộ vùng đất Trung Nguyên là tâm nguyện từ trước đến giờ của gã. Mà hiện giờ, lại thêm một mục, chính là bắt lấy à nữ tướng quân nước ngụy kia, nhục nhã cho thật đủ. Gã muốn bẻ sạch nanh vuốt sắc bén của cô, để cô quỳ trước mặt mình, hoàn toàn thuần phục. Nếu chừng đó, tâm tình tốt, gã cũng không ngại thu người vào hậu cung. Trước mắt xí thư hiện ra cảnh bãi săn ngày đó ở ngoại thành Trường An, mình theo đuôi rình à một mình đi săn. Dù sao, cô gái như thế trên đời cũng hiếm thấy. Đợi chiếm lấy xong, cho à một xanh phi, để người nước ngụy nhìn, cũng là cho gã nhiếp chính vương chồng à nhìn. Ấy mới thật sự nhục nhã to lớn bực nào, còn hơn xa một đao giết người. Đáy mắt xí thư lấp lóe, gã sờ vết sẹo tên bắn trên ngực, cơn tức giận vừa rồi vì đau đớn đem lại, cuối cùng cũng vì ý nghĩ này mà hóa dài chút. Có điều, gã đương nhiên hiểu, thời cơ phát động tấn công xuôi nam toàn diện, chưa đến. Không giống các chiến công bình thường mà gã gặt hái để leo thang, hiện giờ đã vật đổi sao rời. Gã vừa đoạt vị, cần có thời gian củng cố ngôi vương. Nếu giờ gã phát động cuộc chiến có quy mô với nước ngụy, sau lưng gã sẽ là chuyện gì, đã rõ. Một khi chiến trường không thuận, kết cục chờ lấy gã tuyệt đối không tốt hơn mấy anh em từng chết trong tay gã. Tiến độ chiến sự buộc phải chậm lại, nhưng cũng không có nghĩa hiện giờ gã không hề làm gì. Mà ngược lại, gã rất có nhiều việc phải làm Lần hành động lèn vào trường an kia Dù khiến gã suýt thì mất mạng song không phải là không thu hoạch được gì Bắc có tiêu quan, tây có hàm cốc Nếu ngoại lai cường công Có thể nói trường an là tường đồng vách sắt Nhưng ở nội bộ thành trường an dường như không phải thế So với Hoàng cung hùng vĩ bễ nghĩ thiên hạ kia Tòa đại hương Hoàng cung hiện giờ của gã đúng là không đáng nhắc tới song chủ nhân của nó lại là một tay thiếu niên bị nhiếp chính vương điều khiển như một con rối thôi. Xí thư tin tưởng, nội thành trường An muốn lấy người thay vào không phải không có. Thành hào kiên cố, huyết tường mà phá. Gã cũng đọc qua sách người Hán, đạo lý này, tất nhiên gã hiểu. Sứ giả của gã đã lên đường, thử đến bí mật tiếp xúc người gã tìm kiếm. Nếu thành, không còn gì bằng, mà không thành, với gã cũng không tổn thất. Lúc này, một thị nữ bước vào, mắt không dám nhìn phía trước, cúi dặp người, báo rằng hai hán thần gã cần gặp đang chờ bên ngoài. Hai người này, một là Lục Khang, người kia là Lý Nhân Ngọc. Năm đó nước ngụy đánh tấn, Thái tử Hoàng Phủ Hùng dẫn theo một nhóm người từ Trung chạy trốn đến Bắc Địch, hai người này trong số đó cũng là người nổi bật của cựu thần nước tấn. Sau khi triều đình nước địch bắt trước chế độ người Hán, Lục Khang vì là học phú năm xa, được phong làm học sĩ thừa chế, Lý Nhân Ngọc thì là gia nghị đại phu cho các quan. Tên tuổi sĩ thư hung tàn giết người như ngoé lục khang lý nhân ngọc tất nhiên biết rõ là người đầu hàng không có gốc rễ lúc nào cũng luôn rè rặt phụ thuộc. Huống chi hiện giờ triều đình nước địch xảy ra công biến hai tên sờ tai bay vạ gió đóng cửa không ra ai ngờ đêm nay lại bị sĩ thư gọi tới không khỏi cảm thấy sợ hãi sâu sắc bái kiến xong nín thở chờ đợi sĩ thư lạnh lùng quét mắt qua hai quan viên thời tiền tấn như chó nuôi kia Ngay hôm nay có người mật báo với gã rằng. Đám người này vẫn đang tìm kiếm hỏi thăm hậu nhân Tấn thất, tùy thời ủng hộ, từ đó phục quốc. Gã không thể nào hiểu được lòng trung thành với chủ cũ của đám người Hán này. Gã thấy, lòng trung thành như vậy thật không thể tưởng tượng. Gã cơ bản không tin họ có thể khuấy lên gợn sóng gì. Song hành vi ấy không thể dễ tha thứ. Gã vốn định lôi người ra chém, lấy đó cảnh cáo đám quan người Hán còn lại trong ngoài không đồng nhất. Nhưng rồi gã lại đổi chủ ý người Hán vùng U Yến đến nay không hoàn toàn thuận lòng, mới cách đây không lâu còn có chuyện một đám lưu dân người Hán giết một quý tộc nước địch. Hiện hai người này rất có tiếng tăm, là hình mẫu để Hoàng Đình nuôi dùng để dung nạp người. Sau này chiếm được Trung Nguyên, những tên quan người Hán càng không thể thiếu. Chỉ bằng mượn cơ hội này, biểu hiện lòng tha thứ. Ta nghe nói, mấy năm nay các người vẫn luôn tìm một tiểu vương tử của tấn thất. Đã tìm được chưa? Gã mở miệng đã hỏi. Hai người nhìn nhau, quá sợ hãi. Đám bỏ hắn năm đó theo thái tử hoàng phủ hùng trốn đến Bắc Địch, vốn trông cậy một ngày có thể phục quốc. Ai ngờ thái tử chết bệnh, cũng không khai chi tán diệp để lại nửa cậu con trai. Ban đầu, đám thần lão còn sót lại cũng không cam lòng nhịn đi, chờ ngọn gió đại ngụy diệt hết thế lực còn sót lại quét qua xong, từ từ liên hệ với người xưa, bắt đầu hỏi thăm tiểu vương tử hoàng phủ Dung rất có thể đã mang theo quốc tỷ chạy trốn. Sau này, thấm thoát mười mấy năm những người còn lại lần lượt bỏ đi suy nghĩ, chỉ muốn yên lòng làm một viên quan bác địch sống đến chết già. Nhưng Lục Khang khác Lý Nhân Ngọc, Lục Khang là cậu ruột của Hoàng Phủ Dung, Lý Nhân Ngọc thì từng nhận đại ân của Tấn Thất. Hai người luôn nhớ mãi không quên, hy vọng một ngày, bác địch và nước ngụy tranh chấp, đánh đến lưỡng bại câu thương, đến chừng đó, nói không chừng Tấn Thất lại có thể khôi phục. Cứ thế, mấy năm qua, hai người lợi dụng toàn bộ năng lượng của mình, không ngừng điều tra nghe ngóng bọn họ tuyệt đối không ngờ bị sĩ thư biết chuyện, nhìn cặp mắt như mắt sói mang theo vài phần men say chầm chầm quét tới, mồ hôi rơi như mưa, sụi lơ ra đất, luôn mồm xin tha. Làm hai người bất ngờ là, sĩ thư không phẫn nộ, mà trái lại dịu sắc mặt, bảo. Không cần sợ, nếu tiểu vương tử có thể trở về, ta chắc chắn sẽ tiếp hắn như khách quý, phong lấy vương hào, có khi còn phân đất trị dân cho hắn. Xí thư nhìn hai người, mặt tươi cười, nói vậy phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn